Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 26. A, à, ngục trưởng uống thật rồi. Mấy chuyên gia kia giật nảy mình, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thuốc này do bọn họ nghiên cứu ra và chưa thử trên người, cũng không biết có thể đạt được hiệu quả mong đợi hay không. Nếu nói trong số tất cả mọi người, người điềm tĩnh nhất thì e rằng chỉ có Đinh Dũng mà thôi. Anh chắp tay đứng thẳng người, chăm chú nhìn sự thay đổi của ngục trưởng mà trong lòng có dự cảm rằng ông ta không tiến hóa mà giống như đang uống phải thuốc độc vậy. À, đúng lúc này, ngục trưởng đột nhiên chỉ hai tay lên trời, ngẩng đầu lên giống dữ dội và cứ thế lao vào Đinh Dũng, miệng gào thét tiểu tử, chết đi. Mặc dù ngục trưởng không biết tình trạng hiện giờ của mình thế nào nhưng sau khi thuốc ngấm vào cơ thể, ông ta liền cảm thấy sức mạnh của mình có sự thay đổi. Giống như thể cơ thể ông ta đang trải qua sự tôi luyện của hàng trăm năm khiến khí huyết và sức mạnh trong cơ thể đạt tới mức độ không gì sánh kịp. Trên thực tế cũng đúng như vậy, tốc độ của ông ta cũng nhanh lên không biết bao nhiêu lần, đến cả Đinh Dũng cũng phải hoa mắt, có điều phản ứng của anh cũng rất nhanh. Mặc dù mắt không thể nhìn thấy bóng dáng đối phương nhưng bản năng và linh hồn của anh vẫn có thể cảm nhận được sự tấn công của ngục trưởng, sau đó phản ứng lại. Bịch, Đinh Dũng giật mình. Cơ thể không khỏi di chuyển, còn ngục trưởng cứ thế bị đánh bay ra khỏi đó vài mét. Có điều ông ta đã có thể đứng vững trong không trung và tiếp tục xông về phía Đinh Dũng. Ông ta nắm chặt tay. Đinh Dũng nheo mắt, nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh đã hiểu phần nào thực lực của ông ta. Sau khi uống thuốc, thực lực của ngục trưởng đã tăng lên gần gấp đôi. Ngục trưởng, bên trên có lệnh, đúng lúc này. Một người đàn ông mặc đồng phục khác với những người khác thấy ngục trưởng như vậy thì lập tức hô lên, bên trên vừa hạ lệnh mới. Nghe vậy, ngục trưởng lập tức dừng lại, lệnh gì? Cấp trên yêu cầu chúng ta lập tức thả một tên vừa bị bắt vào đây là Đinh Dũng ra. Cái gì, nghe vậy, ngục trưởng thay đổi hẳn sắc mặt. Ông ta quay phát đầu nhìn người đàn ông kia, nhanh chóng di chuyển, hóa thành đường điện chớp lóe đến bên người này, nhấc bổng người này lên mà rít qua kẽ răng, cậu nói gì? Nói lại lần nữa, ngục trưởng, cấp trên vừa hạ lệnh, bảo chúng ta nhất định phải thả tên vừa bị bắt là Đinh Dũng ra, mặc dù người kia có vẻ sợ hãi nhưng vẫn bấm bụng nói lại mệnh lệnh lần nữa. Đây là lệnh của cấp trên, đừng nói là hắn, đến cả ngục trưởng cũng phải chấp hành, cho nên hiện giờ kể cả ngục trưởng đang trong trạng thái kinh người thì hắn ta cũng không dám che giấu. Nghe vậy, ngục trưởng tối sầm mặt lại. Mặt ông ta thay đổi không biết bao nhiêu lần thì ông ta mới thả tên kia ra, quay sang nhìn Đinh Dũng, nghiến răng nói, tôi đã uống thuốc mới chế để đối phó với hắn, giờ bảo tôi thả hắn, không thể nào. Ngục trưởng thể hiện có phần giống với một kẻ tâm thần vậy. Vốn dĩ vì bảo vệ những bí mật ở địa lao này nên ông ta mới quyết định uống thứ thuốc kia để đối phó với Đinh Dũng, thế nhưng hiện giờ cấp trên lại bảo ông ta thả Đinh Dũng, như vậy có khác gì ông ta uống thuốc mà phí công vô ích. Điều này ông ta không thể chấp nhận được. Đinh Dũng nghe vậy thì có phần bất ngờ. Anh không ngờ đối phương lại nhận được mệnh lệnh như vậy nên không khỏi tò mò mà hỏi lại, cấp trên của các anh có nói tại sao lại thả tôi không? Nghe vậy, người kia tái mặt, nhìn anh lâu hơn một chút nhưng không trả lời mà chỉ lắc đầu. Thực ra Đinh Dũng cũng không hy vọng gì. Người này chắc cũng chẳng biết lý do vì sao vì dù sao hắn cũng chỉ là người truyền tin, đến ngục trưởng còn không biết kia mà. Ngục trưởng định lên tiếng thì đột nhiên trong căn phòng có một cô gái xông ra. Sau khi trông thấy ngục trưởng, mặt cô ta rõ vẻ thấp thỏm, ngục trưởng, một người tự xưng là Thương Long nhận được tin trong nội bộ của phòng thí nghiệm và chỉ đích danh ông nhận điện thoại. Ở đâu, mau đưa tôi đi xem, cô ta còn chưa nói xong thì ngục trưởng đã lao như bay về phía cô ta. Nghe hai từ Thương Long, mặt ngục trưởng tái mét, rõ ràng, ông ta biết người này rốt cục là ai. Và lại trông ông ta có vẻ sợ người này. Đinh Dũng chắp tay ra sau nhìn theo bóng ngục trưởng, chốc chốc lại cau mày. Thông tin anh đến đây chỉ có Hàn Phương Nhiên biết, rốt cục là ai ra mặt giúp anh. Có chuyện gì vậy, tiến sĩ Trần xứng người, nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng cô ta cũng không ngờ nổi vào giây phút then chốt này mà cấp trên lại bảo thả Đinh Dũng. Như vậy có khác gì thả vật thí nghiệm ra ngoài, đồng nghĩa với việc bí mật của phòng thực nghiệm bị đồn ra ngoài. Điều này trước nay chưa có tiền lệ. Những tên bảo vệ bị Đinh Dũng đánh ngã ra đất lồm cồm bò dậy, có điều bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, thứ nhất vì sợ Đinh Dũng thật sự, thứ hai, bọn chúng cũng đã nghe thấy lệnh cấp trên, lúc này tên nào tên nấy nhìn Đinh Dũng như nhìn thấy quái vật vậy. Bầu không khí im ắng lạ thường,
Ninh Dũng không vội đưa tiến sĩ Trần rời khỏi đây mà nhẫn nại chờ đợi. Anh muốn biết rốt cục là ai ra mặt giúp mình. Chẳng mấy chốc, ngục trưởng quay lại với bộ mặt cổ quái. Ông ta nhìn Đinh Dũng hắng giọng, tiểu tử, có bản lĩnh đấy, mày có thể khiến nhà họ Tần Thị, nhà họ Bách Lý và nhà họ Ân xin cho mình. Nghe vậy, Đinh Dũng lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng có lẽ không phải ba gia tộc này là người giúp anh thật sự. Những người này ra mặt giúp anh thì chắc chắn có ai đó đứng sau chỉ đạo. Còn người đứng sau tất cả là ai thì Đinh Dũng cho rằng đó là nhà họ Thiết. Vì trước đó Thiết Vô Cực đã nhờ Đinh Dũng tới núi Lạc Hà với mình. Chắc chắn sau khi biết Đinh Dũng bị bắt đi, ông ta mới liên thủ với mấy gia tộc kia, ép đội đặc nhiệm nên mới có kết quả như hiện giờ. Có điều mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán của Đinh Dũng, có phải như vậy hay không thì phải quay về mới biết. Nghĩ vậy, Đinh Dũng khẽ cười, thản nhiên nói với ngục trưởng, đã vậy thì tại hạ mạn phép không chơi với các vị nữa. Trần Đại Mỹ Nhân, còn nghĩ gì nữa? Còn không, theo tôi, tránh để ngục trưởng đây lại hối hận. Hai. Tiến sĩ Trần nghe Đinh Dũng nói vậy thì lập tức đồng ý, cô ta nhìn ngục trưởng với con mắt đầy phức tạp rồi rời đi. Thấy tiến sĩ Trần và Đinh Dũng ra ngoài, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng ngục trưởng vẫn không lên tiếng. Mãi tới khi bóng hai người khuất tầm mắt ông ta mới hắng giọng, hừ, tiểu nhân đắc chí. Khụ khụ, có việc gì vậy, đột nhiên, ngục trưởng thay đổi sắc mặt, ông ta nắm chặt tay, đường gân xanh nổi chằng chịt, ông ta cảm nhận sức mạnh của mình đang mất dần. Thấy cảnh này, mấy chuyên gia kia tái mặt, một người trong đó như ý thức được điều gì đó nên vội hét lên với ngục trưởng, rất có khả năng tác dụng phụ của thuốc phát tác, mau tới đây. Lúc này, Đinh Dũng đã đưa tiến sĩ Trần ra khỏi địa lao an toàn. Lại một lần nữa được đặt chân trên mặt đất chan hỏa ánh nắng, tiến sĩ Trần vẫn chưa quen cho lắm. Cô ta nheo mắt dùng tay che ánh nắng, trong lòng chợt trỗi lên cảm giác vô cùng mới lạ. Cảm ơn anh, hồi lâu. Cô ta mới nhìn Đinh Dũng khẽ nói. Đinh Dũng đang đứng quay lưng về phía cô ta, sau khi nghe thấy vậy thì không quay đầu lại mà chỉ nhún vai, thản nhiên nói, không cần cảm ơn đâu, nếu không phải trước đó cô nói mấy câu khiến tôi cảm động thì tôi cũng sẽ không đưa cô ra ngoài. Không phải cô muốn đi thăm con gái sao? Mau đi đi, nói rồi, Đinh Dũng không để ý tới cô ta nữa, anh sải bước đi. Tính thời gian thì cũng sắp tới ngày hẹn với nhà họ Thiết rồi. Đinh Dũng phải quay về chuẩn bị để ngày mai lên đường tới núi Lạc Hà. Anh, đợi một chút, Đinh Dũng còn chưa đi được mấy bước, tiến sĩ Trần đã nhanh chóng đi theo, hét lên với Đinh Dũng với giọng ái ngại. Nghe vậy, Đinh Dũng chợt sững người, vô thức quay đầu lại nhìn cô ta, sao vậy? Cô còn việc gì sao? Tôi, tiến sĩ Trần định nói gì lại thôi. Đinh Dũng nhướng mày nhìn cô ta với vẻ tò mò. Hóm hỉnh nói, không phải vì tôi cứu cô mà cô thích tôi rồi chứ. Anh nói gì thế chứ, tiến sĩ Trần nghe vậy thì đột nhiên đỏ mặt. Cô ta nghiến răng, lên tiếng nói, anh đánh đấm giỏi như vậy nên tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Việc gì, Đinh Dũng bất ngờ, chẳng lẽ cô ta bảo anh đi đánh nhau sao? Tiến sĩ Trần thở dài, nhìn Đinh Dũng do dự, con gái tôi giờ sống trong nhà chồng cũ, tôi muốn nhờ anh cùng tới đó với tôi, đón con gái tôi về. Cái gì? Bảo tôi tới nhà chồng cũ của cô, giả làm bạn trai cô, Đinh Dũng nhướng mày, không dám tin đây là lời nói từ tiến sĩ Trần. Không phải, tôi ly hôn với chồng cũ là vì anh ta mê cờ bạc, vả lại có khuynh hướng bạo lực, cho nên, nói tới đây, tiến sĩ Trần không nói tiếp nữa. Dù sao cũng là chuyện chẳng tốt đẹp gì trong nội bộ gia đình, vậy mà cô ta lại nói cho một người lạ như Đinh Dũng, như vậy cũng đã là có dũng khí lớn lắm rồi. Bảo Đinh Dũng giúp là vì cô ta sợ sau này chồng cũ vẫn bám diệt và gây khó dễ cho mình. Nếu không phải cô ta đột nhiên bị bắt vào đây, không thể nhờ vả ai chăm lo cho con gái thì cho dù thế nào cô ta cũng sẽ không để tên khốn khiếp kia liên quan gì đến con bé. Nghe vậy, Đinh Dũng do dự một lát rồi nói, tôi giúp cô cũng không sao, cô định báo đáp tôi thế nào? Tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể tiến sĩ Trần bặm môi. Định khom người hướng về Đinh Dũng thì bị Đinh Dũng ngăn lại, không có gì để báo đáp. Tôi thấy không hẳn đâu, cô tên là Trần gì? Tiến sĩ Trần nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt đỏ gay, cô ta thận trọng nói, cái này. Ha ha ha, được rồi, vậy thì tôi về đây, thấy tiến sĩ Trần xấu hổ như vậy. Đinh Dũng ho hắng vài tiếng rồi nói tiếp, giúp cô cũng không phải là khó nhưng cô phải nói tên cho tôi mới phải chứ. Nếu không,
tới nhà chồng cũ mà tôi cứ gọi cô là tiến sĩ Trần sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi tên là Trần Hiểu Vân, tiến sĩ Trần gật đầu nói. Trần Hiểu Vân là một tiến sĩ sinh học, 2 năm trước vì vô tình tiếp xúc với nghiên cứu về dị nhân nên bị đội đặc nhiệm bắt đi, đẩy vào phòng thực nghiệm trong địa lao. Đúng rồi, cô có hiểu sâu về phản linh đạn và dược vật tiến hóa không? Đinh Dũng hỏi. Anh không mấy hứng thú với dược vật tiến hóa nhưng lại rất có hứng thú với phản linh đạn. Anh muốn biết phản linh đạn được làm từ gì? Nếu có thể thì nhờ cô ta chế một lô cho mình dự phòng, đó cũng không phải là lựa chọn tôi. Ban đầu, phản linh đạn do tôi và một nhóm chuyên gia cùng nghiên cứu ra. Chỉ cần cung cấp cho tôi đủ nguyên liệu thì tôi có thể chế ra phản linh đạn. Có điều dược vật tiến hóa thì không được, mặc dù cũng do tôi nghiên cứu nhưng phải lấy dịch từ máu của dị nhân, đây là việc rất phức tạp. Hiện giờ không thể nhân tạo ra vật chất thần bí đó, thậm chí đến phân giải vật chất thần bí cũng không thể làm được. Nói tới dược vật tiến hóa, Trần Hiểu Vân lại cảm thấy chúc chắc. Cô ta nghiên cứu vật chất thần bí này 2 năm rồi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nhận biết ra thành phần của vật chất thần bí đó là gì, thậm chí đến chủng loại cũng không thể phân biệt ra được. Đinh Dũng gật đầu, sau khi biết Trần Hiểu Vân có thể độc lập chế ra phản linh đạn, anh không khỏi vui mừng, nói cô có thể chế ra phản linh đạn, thì có thể chế cho tôi một lô, tôi cung cấp tiền và nguyên vật liệu cho cô. Anh cần nó làm gì? Trần Hiểu Vân vô thức hỏi lại. Có điều cô ta đã nhanh chóng nhận ra mình nói lỡ lời nên vội gật đầu, nói chỉ cần anh có thể giúp tôi cứu con gái tôi về thì bảo tôi làm gì cũng được. Được, cứ quyết định vậy đi, Đinh Dũng gật đầu, không che giấu cô ta, hiện giờ dị nhân ngày càng nhiều, vì bảo vệ người nhà của tôi được an toàn, phản linh đạn là thứ mà tôi cần có trong tay. Thấy Đinh Dũng không che giấu mình, Trần Hiểu Vân cảm thấy có phần bất ngờ. Có điều sau khi nghe Đinh Dũng nói vậy, cô ta liền giơ tay tán thưởng, không ngờ anh lại là một người đàn ông vì gia đình như vậy. Sao thế, cô động lòng rồi à, Đinh Dũng hóm hỉnh nói. Cắt, Trần Hiểu Vân liếc xéo Đinh Dũng. Không đợi cô lên tiếng, Đinh Dũng đã đi tới, còn không mau dẫn đường, mau cứu con gái cô về. Cả hai người gọi một chiếc taxi rời khỏi cục hành pháp, đi thẳng về phía mà Trần Hiểu Vân chỉ. Khu Cửu Vân. Chỉ cần nghe là đã thấy có ý thơ rồi. Thế nhưng sau khi tài xế dừng ở một tiểu khu tồi tàn, Đinh Dũng lại cảm thấy sững sờ. Nơi này quả ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh vốn tưởng rằng chồng một nữ tiến sĩ thế này, gia đình không phải giàu có thì cũng không đến nỗi nào mới phải. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Khu tồi tàn này cũng phải xây được 10 mấy năm rồi, khắp nơi hoang tàn. Tòa nhà chỉ cao chừng 4 tầng nhưng trông lại như lung lay sắp đổ. Trông có vẻ tồi tàn phải không, Trần Hiểu Vân cảm nhận được sự thay đổi trên nét mặt Đinh Dũng nên cười trừ. Cho dù là ai, lấy phải một người chồng thế này, nói ra đương nhiên sẽ chẳng thể tự hào nổi. Chỉ là Trần Hiểu Vân hiện giờ không quan tâm tới những thứ này nữa. Cô chỉ muốn đón con gái về, cùng con sống những năm tháng bình yên mà thôi. Hai người đi lòng vòng một hồi thì đến được khu dân cư ở tít sâu bên trong. Lúc này có vài phụ nữ trung tuổi đang chỉ trỏ nói chuyện. Thấy Trần Hiểu Vân, một người phụ nữ trong số đó thay đổi nét mặt, vội chỉ vào Trần Hiểu Vân. Những người khác cũng im bặt theo. Thấy cảnh này, Trần Hiểu Vân không khỏi cau mày. Cô ta vội dẫn Đinh Dũng lên tầng, nhưng còn chưa tới tầng 2 đã nghe tiếng mắng chửi, Vương Tam, mày còn không trả tiền thì ông mày giết con gái mày đi. Hàn Nguyên, anh thư cho tôi 2 ngày nữa. Sau 2 ngày tôi nhất định sẽ trả đủ. 2 ngày, ông mày cho mày mấy cái 2 ngày rồi. Mẹ kiếp, hôm nay còn không nôn tiền ra thì ông mày lôi con gái mày đi gạt nợ, sau tiếng mắng chửi là tiếng khóc thất thanh của một cô bé. Trần Hiểu Vân lập tức lao ngay lên tầng, cô đạp cửa, chỉ vào người đàn ông đang ôm đứa bé mà quát nạt, bỏ con tôi ra. Các người là ai? Bỏ con gái tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát, Trần Hiểu Vân nhìn những người trong phòng với ánh mắt phẫn nộ. Trong phòng lúc này có 6 gã đàn ông, trong đó một người đang bị ấn trên sofa. Đầu tóc rối như tơ vò, hắn ta chính là chồng cũ của Trần Hiểu Vân. Thấy Trần Hiểu Vân, 5 gã đến đòi nợ chợt sững người, tên cầm đầu là một gã đàn ông trung tuổi. Ông ta thấy Trần Hiểu Vân xuất hiện thì vô thức hỏi lại, nó là con gái cô. Được lắm, Vương Tam, mày được lắm, có cô vợ đẹp đấy, rất nhanh, gã đàn ông trung tuổi tai to mặt lớn phản ứng lại. Gã ta chỉ vào Vương Tam đang bị ấn trên sofa mà nạt, lập tức nôn tiền ra cho tao.
nếu không thì đừng trách tao lật mặt, hoặc là, lấy con gái mày và vợ mày gạt nợ đi. Trần Hiểu Vân nghe vậy thì run người, cô ta nắm chặt tay chỉ vào Vương Tam, anh xem việc tốt mà anh làm đấy. Tôi đã ly hôn với anh ta rồi, việc của anh ta không liên quan gì đến tôi, các người lập tức thả con tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát, nói rồi, Trần Hiểu Vân lập tức lao lên định rằng con gái về. Đáng tiếc, một mình cô ta với sức mọn đâu thể là đối thủ của đám đàn ông này. Cô ta còn chưa rằng nổi con về đã bị đối phương kéo về phía mình. Hiểu Vân, em cho anh mượn ít tiền trả cho anh Hàn. Sau này anh nhất định sẽ trả cho em, thấy Trần Hiểu Vân, Vương Tam mừng quính, hắn vội chỉ vào cô ta mà nói, anh Hàn, cô ta có tiền, mọi người tìm cô ta mà đòi. Mấy người phía Hàn Nguyên không quan tâm nhiều, bọn họ chỉ cần tiền. Cho dù Vương Tam và Trần Hiểu Vân ly hôn hay chưa thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Tao không quan tâm hai đứa chúng mày ai nôn tiền ra, nhưng trong vòng 3 phút phải giao tiền ra cho tao, nếu không tao đưa con nhóc này đi. Hàn Nguyên tức tối nhìn Vương Tam và Trần Hiểu Vân, lạnh giọng nói tuổi thì còn nhỏ nhưng trông cũng ra dáng lắm, bán đi được khối tiền. Đừng đụng vào con gái tôi liều mạng với các người, Trần Hiểu Vân điên cuồng gào thét. Hắn nợ các người bao nhiêu, Trần Hiểu Vân dù tức tối nhưng vẫn phải yếu lòng. Hiện giờ con gái cô ta đang trong tay đối phương, cô ta không dám manh động. Nếu dùng tiền có thể giải quyết thì cho bọn họ cũng chẳng sao. Đinh Dũng đứng bên ngoài cửa không vào, đây là việc gia đình bọn họ, nói thật thì anh cũng không tiện xuất hiện, có điều anh đã đồng ý với Trần Hiểu Vân giúp cô ta nên nếu cần thiết, Đinh Dũng cũng không ngại ra tay. Lúc này, nghe Trần Hiểu Vân nói vậy, Hàn Nguyên đắc ý ra mặt. Hắn ta nhướng mày, nói tổng cộng 3 triệu tệ, giao tiền ra thì tao lập tức thả con gái mày. Trần Hiểu Vân nghe con số thì thẫn thờ, 3 triệu nhân dân tệ, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Những năm tháng này cô ta bị chôn vùi tuổi trẻ ở nơi địa lao, một cắc cũng chẳng có, lấy đâu ra tiền tích lũy. Cái gì, 3 triệu tệ, tôi nợ các ông nhiều như vậy từ bao giờ? Rõ ràng tôi chỉ nợ các ông 500.000 tệ, Vương Tam cũng giật mình thét lên. Tôi không có nhiều tiền vậy đâu, Trần Hiểu Vân mặt mày khó coi, rút điện thoại từ trong túi ra, số tiền anh ta nợ, các người tìm anh ta. Mẹ con tôi chẳng liên quan gì hết. Nếu các người không thả người thì tôi báo cảnh sát. Lấy ngay điện thoại từ tay cô ta lại, thấy cảnh này, Hàn Nguyên lập tức liếc mắt với đàn em. Một tên nhuộm tóc vàng hiểu ý, liền tiến tới giật lấy điện thoại trong tay Trần Hiểu Vân, con đĩ, còn muốn báo cảnh sát à? Vừa nói, hắn ta vừa giơ tay lên định đánh Trần Hiểu Vân thì Đinh Dũng lập tức có động tác chuẩn bị ra tay nhưng Hàn Nguyên ngăn lại trước, thằng khốn khiếp, đúng là hạng không biết thương hoa tiếc ngọc. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà muốn đánh. Cút đi, Hàn Nguyên đạp cho tên đàn em một cái rồi cười gian dảo, hay là thế này, cô ở với tôi một đêm, tôi giảm cho cô 10.000 tệ, như vậy chỉ cần một năm là trả sạch rồi. Giờ tôi thả con gái cô, thế nào? Khốn nạn, ông nằm mơ đi, Trần Hiểu Vân nhìn Hàn Nguyên mà nhổ nước bọt. Từ đầu tới cuối, Vương Tam không dám nói nửa lời. Hắn chỉ mong Trần Hiểu Vân bị Hàn Nguyên lôi đi. Như vậy, món nợ của hắn cũng chẳng cần phải tính nữa. Hàn Nguyên thấy thái độ đó của Trần Hiểu Vân thì tức tối ra mặt. Hắn ta bóp cằm Trần Hiểu Vân, đẩy cô về phía sofa. Ông đừng có lại đây, Trần Hiểu Vân tái mặt, vùng vằng toan bỏ chạy nhưng cô ta căn bản không phải là đối thủ của Hàn Nguyên, và lại đối phương còn có mấy tên đàn em trông như hổ đói thế kia, cô ta chưa đi được mấy bước đã bị xô hất trở lại. Hàn Nguyên nhìn Trần Hiểu Vân với con mắt đầy nóng bỏng. Không thể phủ nhận nhan sắc và từng đường nét trên cơ thể Trần Hiểu Vân rất thu hút ánh nhìn của người đối diện. Lúc này, Trần Hiểu Vân không ngừng giãy giụa còn Vương Tam thấy vợ mình bị người khác ấn xuống ghế sofa lại như không liên quan vậy. Dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau, giờ thấy vợ mình như vậy, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn. Cứu tôi với, cứu với, Trần Hiểu Vân gào thét, mắt nhòa lệ, nhưng sức của cô sao có thể làm gì nổi Hàn Nguyên. Thấy Vương Tam từ đầu tới cuối không hề có động tĩnh gì, Đinh Dũng chỉ biết thở dài bất lực, sải bước đi vào, túm lấy cổ Hàn Nguyên rồi nhấc bổng hắn ta lên mà lãnh đạm nói, ban ngày ban mặt mà các người ngông cuồng như vậy đấy à. Cuối cùng anh cũng chịu ra tay rồi, mau cứu tôi, Trần Hiểu Vân ở phía sau mặt mày nhòa nước mắt vội nói. Đinh Dũng xoa mũi ái ngại, trước đó anh không ra tay kỳ thực là vì đây là chuyện riêng của bọn họ. Nếu không phải Hàn Nguyên ra tay ngông cuồng thì anh cũng không ngăn làm gì. Nợ thì phải trả,
Đây là đạo lý thường tình, Đinh Dũng không có gì bàn cãi. Mày là ai? Hàn Nguyên cau mày, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, tiểu tử, bớt lời đi, có tin tao giết chết mày không hả? Biết điều thì giờ cút đi cho tao, Hàn Nguyên với bộ dạng tức tối. Nếu như đổi lại là một người bình thường khác thì thật sự đã bị hắn ta dọa cho mất mật rồi. Nợ thì phải trả, có điều người nợ anh là tên này, hà tất anh phải làm khó người khác, Đinh Dũng lắc đầu nhìn Hàn Nguyên mà cứ thấy hắn ta rất quen. Nghe giọng Đinh Dũng, Hàn Nguyên hắng giọng, liếc mắt sang tên đàn em mà lạnh lùng nói, ông đây làm việc từ khi nào tới lượt mày xía vào. Dứt lời, hai tên đàn em của hắn ta lập tức xông đến, một người trong đó giơ tay vung về phía Đinh Dũng. Thấy vậy, Đinh Dũng chợt cau mày, túm lấy tay tên kia. Cho dù đối phương có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tay anh. Mày, tên kia ngỡ ngàng, nhìn Đinh Dũng như thể thấy ma. Tên còn lại thấy đồng bọn bị Đinh Dũng tóm thì trợn tròn mắt, không dám do dự, cứ thế nắm chặt tay xông vào Đinh Dũng. Cả hai tên đều là người thường, không hề có chút thực lực nào. Mãi tới cuối cùng, thấy tay đối phương chuẩn bị giáng xuống, Đinh Dũng mới giơ tay khẽ gạt, tên này đã lảo đảo lùi về sau. Hàn Nguyên thấy vậy thì do dự, với sức mạnh của Đinh Dũng, nếu hắn ta dẫn theo mấy tên còn lại xông lên thì rất có khả năng sẽ phải chịu thiệt. Nghĩ vậy, hắn ta không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cứ thế ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, mày biết tao là ai không? Tao là người nhà họ Hàn, trông mày cũng có chút võ vẽ đấy. Mày biết nhà họ Hàn bọn tao có người ở rể tên Đinh Dũng chứ? Nói tới đây, Hàn Nguyên tỏ vẻ đắc ý mà chẳng màng tới vẻ mặt cổ quái của Đinh Dũng, hừ. Đinh Dũng là anh rể tao là thành viên của Liên minh Kim Châu, mày đi hỏi mà xem giờ ai dám đụng đến Hàn Nguyên này không. Nghe vậy, mặt Đinh Dũng tỏ ra rất cổ quái, anh vốn tưởng tên này dựa vào thế lực nào khủng khiếp lắm nên mới ngang ngược như vậy. Nhưng điều khiến Đinh Dũng phải bất ngờ đó là tên này lại là người nhà họ Hàn, và lại còn dựa vào danh tiếng của mình nữa. Đinh Dũng chợt thấy dở khóc dở cười. Mày cười cái gì, thấy điệu cười đó của Đinh Dũng. Hàn Nguyên cau mày. Anh nói Đinh Dũng là anh rể mình, anh có biết hắn không? Đinh Dũng nhìn mãi mà vẫn không hề có hình ảnh hắn ta trong ấn tượng của mình. Đinh Dũng, tôi nghe ngục trưởng nói nhà họ Hàn uy thế lẫy lừng, chúng ta không đấu nổi bọn họ đâu. Anh mau đi đi, không cần bận tâm chúng tôi nữa, Trần Hiểu Vân cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Cô ta hiểu rằng lần này một khi Đinh Dũng đi thì cô ta và con gái không thể thoát khỏi bàn tay Hàn Nguyên. Nhưng lương tâm cô ta lại không cho phép Đinh Dũng bị liên lụy chỉ vì mình. Đinh Dũng thấy vậy thì thấy có phần bất ngờ. Không biết từ bao giờ nhà họ Hàn lại uy thế ngút trời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải, vì một gia tộc hạng nhất như nhà họ Hàn trong mắt một người bình thường như Trần Hiểu Vân, đương nhiên là gia tộc lớn mạnh rồi. Không sao, dù gì hai mẹ con cô cũng là cô nhi quả phụ, tôi không giúp thì ai giúp nổi hai mẹ con cô. Chẳng nhẽ dựa vào tên hèn mọn này sao? Mẹ kiếp, mày nói ai hả thằng kia? Không cần mày xía vào chuyện nhà tao. Hiểu Vân, người này là ai? Vương Tam nghe Đinh Dũng nói thì tức tối ra mặt, hắn lập tức đứng phát dậy, nhìn Trần Hiểu Vân rồi uy hiếp, được lắm, Hiểu Vân, cô dám tìm thằng trai bao này, cô. Anh im đi cho tôi tìm người thế nào thì liên quan gì đến anh? Chúng ta đã ly hôn rồi, nếu không phải vì anh thì mẹ con tôi đến mức này sao? Trần Hiểu Vân vừa nghe giọng Vương Tam đã bùng lên lửa giận. Cô chỉ vào anh ta mà gào lên. Hàn Nguyên nghe hai người cãi qua cãi lại thì ong cả đầu, hắn ta không thể nhịn thêm nổi nên tung chân đạp thẳng vào bàn trà bên cạnh khiến chén ấm rơi loảng xoảng. Im hết cho bố mày, Hàn Nguyên lên giọng quát. Nói rồi, hắn ta giơ tay định bạt cho Trần Hiểu Vân một cái thì lại bị Đinh Dũng ngăn lại. Hừ, mày không chịu yên phải không? Hay mày không coi anh rể tao ra gì? Đinh Dũng nghe vậy thì ho hắng, nhếch miệng cười ý tứ, thật trùng hợp. Tôi cũng quen Đinh Dũng, sao tôi chưa từng nghe anh ta nhắc tới có một ông em cậu như này nhỉ? Mày đợi đấy, tao gọi điện cho anh rể tao. Nghe vậy, Đinh Dũng giật mình, tên này còn có số điện thoại của anh sao? Đương lúc Đinh Dũng còn mải suy nghĩ thì Hàn Nguyên đã gọi đi. Thế nhưng điện thoại của anh không hề rung, lẽ nào có tên nào đó mạo danh mình? Một lát sau, điện thoại của Đinh Dũng rung lên, anh nhìn thì thấy Lâm Hồng Ngạn gọi đến. Đinh Dũng, con giờ sao rồi? Hiện giờ mọi người chưa ai biết Đinh Dũng ra khỏi cục hành pháp nên bèn cười trừ, con không sao, con vừa ra khỏi đó rồi, chỉ là hiểu nhầm cả thôi. Vậy thì tốt rồi, con à, vừa rồi dì họ của Phương Nhiên gọi tới,
nói con gì ấy là Hàn Nguyên gặp chút rắc rối ở thành phố Kim Châu, nhờ con ra mặt giúp đỡ. Dì họ, Đinh Dũng quay đầu nhìn tên Hàn Nguyên kia. Không phải hắn ta chứ. Hai, người ta là họ hàng xa nhưng cũng đã nhờ vả hẳn hoi rồi, chúng ta cũng không thể ngó lơ được. Giờ mẹ gửi số điện thoại qua cho con nhé. Mẹ, đợi đã, nghe cái tên Hàn Nguyên, Đinh Dũng khựng lại quay sang Hàn Nguyên mà nhìn với ánh mắt đầy bất ngờ. Ê, nghe điện thoại. Ai, alo, tôi là Hàn Nguyên, Hàn Nguyên do dự nhưng vẫn nhận điện thoại. Hả, Hàn Nguyên, sao cháu lại ở cùng với Đinh Dũng? Hàn Nguyên, vừa rồi mẹ cháu còn gọi cho bác nhờ bác bảo Đinh Dũng ra mặt giúp cháu đấy. Hàn Nguyên nghe xong thì thẫn thờ. Hắn không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn lại điện thoại của Đinh Dũng và thấy trên màn hình có chữ mẹ thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hàn Nguyên bất giác cúp máy tự bao giờ, hắn nhìn Đinh Dũng mà run rẩy. Sau đó hắn không do dự gì thêm mà quỳ phịch xuống đất. Anh rể, em sai rồi, là em có mắt không thấy núi Thái Sơn. Sao anh lại có thể ở đây cơ chứ? Cậu là anh rể anh ta, Vương Tam xứng người. Trần Hiểu Vân cũng thẫn thờ theo, trong chốc lát không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đinh Dũng thấy một đám tiểu nhân gặp mình như gặp phải quỷ thì khoát tay, nhìn Hàn Nguyên hỏi, hắn nợ cậu bao nhiêu? Cái này, vì không hiểu rõ mối quan hệ của Vương Tam và Đinh Dũng nên Hàn Nguyên lắp bắp, không biết nên nói gì mới phải. Hắn nợ các cậu bao nhiêu tôi không quan tâm. Hai mẹ con họ không liên quan thì đừng làm khó bọn họ nữa. Nói rồi, Đinh Dũng nhìn sang Trần Hiểu Vân, tôi là bạn cô ấy, và lại oan có đầu nợ có chủ, bọn họ đã ly hôn rồi thì chẳng còn gì liên quan cả. Anh rể, em hiểu rồi, Hàn Nguyên nào dám trái lời. Số tiền này Vương Tam không muốn trả cũng phải trả. Nghĩ vậy, Hàn Nguyên lập tức nạt, tiểu tử, nghe thấy chưa hả? Từ sau không được làm phiền hai mẹ con họ nữa. Vâng em biết rồi. Vương Tam sợ hãi, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, xỉ tiền ra, nếu không ông mày đánh mày gãy chân, Hàn Nguyên được đà lấn tới. Trần Hiểu Vân không buồn nhìn Vương Tam, chỉ bặm môi nhìn sang Đinh Dũng, hồi lâu cô ta mới cố nở nụ cười, nói tôi vẫn nghe ngục trưởng nhắc tới việc của anh, không ngờ anh là Đinh Dũng. Trước đó tôi không hề phát hiện ra. Cảm ơn anh, Trần Hiểu Vân nói với giọng hết sức chân thành. Đinh Dũng lắc đầu, nhìn Trần Hiểu Vân nói. Không sao, tôi giúp cô cũng là giúp tôi. Có những chuyện Đinh Dũng không hề nói rõ, nhưng anh tin Trần Hiểu Vân hiểu ý anh là gì. Anh cần kiến thức và kinh nghiệm của cô ta, còn mọi thứ Trần Hiểu Vân cần, anh đều có thể cung cấp, giữa hai người đơn giản là mối quan hệ hợp tác. Trần Hiểu Vân chỉ gật đầu, ôm con gái nép sang bên mình. Thấy Vương Tam bị đe dọa, dù gì cũng từng là vợ chồng, cô nhìn mà không khỏi xót xa. Có điều, tất cả mọi thứ do anh ta tự tạo. Trần Hiểu Vân cũng chẳng còn cách nào khác. Sau đó cô cùng Đinh Dũng và con gái rời khỏi nhà của Vương Tam. Khi rời đi, chỉ nghe thấy những tiếng kêu la đằng sau, cứu tôi với, cứu tôi, a. À. Trần Hiểu Vân không quay đầu lại, cô ôm chặt và bịt tai con gái lại. Giờ cô ở đâu, ra khỏi khu nhà ở tồi tàn, Đinh Dũng nhìn Trần Hiểu Vân hỏi. Có điều, anh vừa dứt lời thì lại thấy hối hận. Trần Hiểu Vân lâu rồi không quay về. Có lẽ chẳng có nơi nào mà đi. Trước kia tôi có thuê một căn nhà, có lẽ hiện giờ chủ nhà cũng đã thu dọn đồ đạc của tôi đi rồi. Quả nhiên, Trần Hiểu Vân cười khổ sở, rồi sau đó cô như lấy hết dũng khí mới quay sang nói với Đinh Dũng, giờ tôi không có lấy một đồng trong người, anh có thể cho tôi vay ít tiền. Đợi tôi giải quyết vấn đề ăn ở của hai mẹ con xong thì sẽ nghĩ cách trả lại cho anh, Trần Hiểu Vân bặm môi. Cô ta đường đường là một tiến sĩ sinh học. Giờ lại đi vay tiền người khác. Trần Hiểu Vân thật sự cảm thấy nhục nhã. Nghe vậy, Đinh Dũng có hơi sững người, sau hồi lâu, anh mới nhìn Trần Hiểu Vân nói, tôi giúp cô xây một trung tâm nghiên cứu, một năm tôi trả cho cô 1 triệu nhân dân tệ, thế nào? Hả, không biết Trần Hiểu Vân bị lời của Đinh Dũng làm cho bất ngờ hay bất ngờ vì 1 triệu nhân dân tệ. Thấy bộ dạng kinh ngạc đó của cô, Đinh Dũng mới lắc đầu, cười nói, gửi tôi số tài khoản ngân hàng. Tôi chuyển trước lương 1 năm cho cô. Cảm ơn anh, Trần Hiểu Vân khom người, nói với Đinh Dũng bằng giọng rất chân thành. Cô không chỉ cảm ơn sự giúp đỡ mà Đinh Dũng dành cho mình, mà hơn hết là cảm ơn vì Đinh Dũng đã giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô. Trên thực tế, Đinh Dũng cũng vì bản thân mình nữa. Từ khi biết được tác dụng của phản linh đạn, anh rất nóng lòng muốn nghiên cứu nó.
Ở thời cục hỗn loạn thế này thì sự xuất hiện của phản linh đạn là rất cần thiết. Đi thôi, về cùng tôi trước đã, Đinh Dũng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, anh quyết định dẫn hai mẹ con Trần Hiểu Vân về biệt thự ở Thanh Thành Sơn, cho bọn họ ở tạm trong biệt thự số 1 ở đây. Khi Đinh Dũng đưa hai mẹ con họ về biệt thự thì trời cũng đã chập tối. Hai mẹ con cô ở đây tạm thời, tiện chuẩn bị một số thứ cần cho trung tâm nghiên cứu, Đinh Dũng dẫn hai mẹ con về biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên, vừa vào cửa đã thấy Thổ Bồi đi tới với bộ dạng cảnh giác. Thấy Đinh Dũng, hắn ta mới thả lỏng người, không nói không rằng, quay lại ngay bể nước linh ngồi xuống, còn hai mẹ con Đinh Dũng dẫn về, Thổ Bồi không quan tâm đến nữa. Ai đây, Trần Hiểu Vân ôm con gái, mặt mày tỏ vẻ sợ hãi. Vì bộ dạng của Thổ Bồi trông thật sự rất khác thường, lại trùm áo choàng kín mít, mặt đeo mặt nạ khiến người ta trông mà lạnh người. Đừng sợ, đây là quản gia nhà tôi. Có việc gì cô cứ nói với cậu ta là được, Đinh Dũng nghĩ một lát, nói thêm, cậu ta sẽ bảo vệ cho hai mẹ con cô. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Trần Hiểu Vân mới lén nhìn Thổ Bồi, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ nghi hoặc, có điều cô không thể hiện sự sợ hãi như ban đầu nữa. Sau khi sắp xếp cho hai mẹ con Trần Hiểu Vân, Đinh Dũng mới vội về nhà. Hàn Phương Nhiên đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, chốc chốc lại nhìn điện thoại. Đột nhiên nghe tiếng cửa kêu, cô vội nhìn ra ngoài. Khi thấy Đinh Dũng xuất hiện, Hàn Phương Nhiên ngỡ ngàng, như một đứa trẻ gặp được cha vậy, cứ thế lao về phía Đinh Dũng như bay. Anh không sao chứ, Hàn Phương Nhiên ôm chặt Đinh Dũng, nước mắt chan chứa. Em yên tâm, anh có thể bị sao chứ, Đinh Dũng nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy Hàn Phương Nhiên. Hồi lâu sau, Hàn Phương Nhiên mới thả Đinh Dũng ra. Cô gạt đi nước mắt, nói, không sao là tốt rồi. Hôm nay người phụ trách nhà họ Thiết đến, gửi cho anh cái này. Vừa nói, Hàn Phương Nhiên vừa kéo Đinh Dũng vào phòng rồi lấy món đồ mà Thiết Vô Cực mang tới ra. Trước đó anh cũng đoán là Thiết Vô Cực bắt tay với các gia tộc khác để chèn ép đội đặc nhiệm nên mới khiến đội đặc nhiệm chủ động thả anh. Giờ xem ra quả nhiên như vậy thật. Đây là gì vậy? Khi thấy thứ mà Thiết Vô Cực gửi đến, Đinh Dũng chợt sững người. Đây là một bộ quần áo rất mềm. Đinh Dũng chỉ cần nhìn là biết bộ quần áo này rất đặc biệt rồi. Mặc dù rất mềm mại nhưng lại vô cùng bền, có lẽ đến cả dao sắc cũng không thể khiến nó dễ dàng bị rách được. Ông ấy nói đây là một bộ giáp mềm, vì trong núi Lạc Hà nhiều côn trùng nên mặc nó sẽ có thể tránh được côn trùng cắn. Hàn Phương Nhiên đặt bộ giáp mềm sang một bên, trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu, ngày mai tới đỉnh Lạc Hà, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Đinh Dũng gật đầu kiên định. Cho dù Hàn Phương Nhiên không nói, anh cũng sẽ hết sức cẩn thận, không chỉ vì anh biết sự nguy hiểm của đỉnh Lạc Hà mà quan trọng hơn cả là hiện giờ anh có thêm mối bận tâm mà mình cần bảo vệ suốt đời. Một đêm cứ thế trôi qua thật nhanh. Sáng sớm, Hàn Phương Nhiên đã dậy từ rất sớm nấu cơm cho Đinh Dũng. Đinh Dũng mặc bộ giáp mềm lên người. Bộ đồ này quả thật khác thường, mặc lên người thì mềm thấy rõ, hơn nữa còn có thể ôm sát vào cánh tay và chân. Như vậy có thể ngăn côn trùng ở đỉnh Lạc Hà cắn vào da thịt. Sau khi ăn sáng, Đinh Dũng mới cùng Thổ Bồi ra khỏi cửa. Thiết Vô Cực quả nhiên đã dẫn người đứng đợi ở cửa trang viên Thanh Long. Nghe nói hôm qua cậu bị bắt, không sao chứ, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Đinh Dũng cười nói. Nghe vậy, Đinh Dũng mới chắp tay, nói với Thiết Vô Cực, cảm ơn ông Thiết, nếu không thì tôi sao có thể tới điểm hẹn được. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Thiết Vô Cực không nói về chủ đề này tiếp nữa. Đinh Dũng đương nhiên không nhắc thêm, cả hai người dẫn theo cả toán người cùng đi về điểm hẹn. Lần này Thiết Vô Cực dẫn theo rất nhiều người, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy chí ít phải đến 7-80 người. Những người này đều đeo ba lô căng phòng, thậm chí còn có không ít người cầm đủ loại thiết bị trong tay, trông có vẻ rất quen thuộc và thông thạo đường vào đỉnh Lạc Hà. Còn Đinh Dũng đi theo sau cùng của đoàn người. Những người này trông rất bình thường, có điều Đinh Dũng lại nheo mắt nhìn hồi lâu vì trước đó anh đã từng gặp bọn họ, họ chính là thành viên của tổ chức Thiết Phù Đồ. Không ngờ ông ta còn dẫn theo cả người của Thiết Phù Đồ, Đinh Dũng thầm nhủ. Địa điểm hẹn gặp là Hồ Lạc Hà, khi Đinh Dũng và Thiết Vô Cực tới Hồ, những người của gia tộc khác cũng lần lượt tới theo. Nhà họ Tần thì ở Giang Bắc có hai người đến, một người chính là Tần Thiếu Phong, người bên cạnh ông ta là một lão già mặc đồ vải tóc hoa râm. Đang ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Người nhà họ Yên thì cũng góp mặt vài thành viên, do Yên Anh Ly dẫn đoàn.
xung quanh hắn còn có vài vệ sĩ thân cận, chốc chốc lại nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác, còn bên cạnh hắn là một lão già cầm gậy chống đầu rồng, hai bên tóc mai bạc trắng. Bên hồ Lạc Hà, Trần Khả Hân của Thiên Âm Môn đang nhìn về phía xa chiêm ngưỡng phong cảnh. Một người đàn ông mặc đồ trắng đứng song song với cô ta. Còn Bách Lý Thuần hôm nay cũng đi cùng một người đàn ông trung tuổi, trông dáng vẻ người này hơi gầy, mặc chiếc áo màu xanh lam, chân đi giày vải. Sư phụ, đây là gia chủ nhà họ Thiết mà trước đây con nói với người, thấy Thiết Vô Cực dẫn người tới, Tần Thiếu Phong đi tới trước, cung kính nhìn sang lão già bên cạnh. Sau đó, ông ta lại nhìn sang Thiết Vô Cực, cười nói, Thiết gia chủ, vị này là sư phụ của tôi, Tần Vô Danh. Lão già kia nhìn Thiết Vô Cực, sau đó lại nhìn sang Đinh Dũng và Thổ Bồi. Nhưng vì Đinh Dũng và Thổ Bồi đã ém đi khí tức nên ông ta không thể cảm nhận được có gì đó không ổn, chỉ gật đầu, không quan tâm nữa. Thế nhưng Thiết Vô Cực lại tỏ vẻ khác thường. Tần Vô Danh là người cùng thế hệ với Tần Vô Địch, mặc dù có thể không mạnh như Tần Vô Địch nhưng chí ít cũng là võ sĩ hàng đầu. Những người tới đây càng mạnh thì ông ta càng nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ là một võ đạo đại sư mà thôi, giả bộ gì chứ, Thổ Bồi quay đầu nhìn Tần Vô Danh, sau đó than thở với Đinh Dũng. Đinh Dũng không hề lên tiếng, chỉ lắc đầu, tỏ ý không cần quan tâm nhiều. Tiếp sau đó, những người khác cũng lần lượt giới thiệu với Thiết Vô Cực. Về cơ bản bọn họ đều là người cùng thế hệ với Tần Vô Danh, chỉ có người đàn ông đi cùng Trần Khả Hân là trẻ, nhưng những lão già kia lại tỏ ra khách khí lạ thường với người này. Mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào núi thôi, Tần Vô Danh bật cười để lộ ra hàm răng ngả vàng, vừa rồi tôi quan sát hồ Lạc Hà, phát hiện quả thật nơi này có sự thay đổi không hề nhỏ. Lần này vào núi có lẽ sẽ gặt hái được rất nhiều đấy. Mong là vậy, lão già bên cạnh Yên Anh Ly trầm giọng nói. Anh Đinh, lâu rồi không gặp, Trần Khả Hân cười nói với Đinh Dũng. Nghe vậy, Đinh Dũng có hơi sững người nhưng anh còn chưa trả lời thì đã cảm nhận được ánh mắt mang theo sát khí nhằm về phía mình, ánh mắt đó là của người đàn ông mặc đồ trắng đi bên Trần Khả Hân. Người đàn ông này có đôi mắt sáng, lông mày lưỡi mác, dàn da trắng như con gái vậy. Đinh Dũng quả thực không thể hiểu nổi một tên trông lả lướt thế này sao có thể thể hiện thái độ như vậy với mình. Có điều anh đã hiểu mọi chuyện ngay sau đó. Tên này nhất định thích Trần Khả Hân, chỉ là Đinh Dũng đâu tỏ thái độ gì chia rẽ bọn họ đâu nhỉ. Người anh em nên xưng hô thế nào nhỉ, đột nhiên, người đàn ông trước đó tự xưng là Phùng Đằng nhìn Đinh Dũng nói. Nghe vậy, Đinh Dũng hơi thẫn thờ, sau đó cười đáp, tôi là Đinh Dũng. Đinh Dũng, hình như tôi chưa từng nghe nói có nhà họ Đinh ở Giang Bắc, Phùng Đằng nhìn những người khác, cố tỏ ra vẻ hoài nghi nhưng trong giọng nói của hắn mang theo mùi thuốc súng rõ ràng. Trần Khả Hân nghe vậy thì cau mày, đang định lên tiếng lại thấy Đinh Dũng gật đầu cười nói, Giang Bắc có nhà họ Đinh hay không thì tôi không biết, có điều tôi xuất thân bình thường, anh Phùng chưa từng nghe tới cũng là chuyện thường tình thôi. Từ đầu tới cuối, ánh mắt Đinh Dũng không hề tỏ vẻ bất thường, vẫn giữ dáng vẻ thong dong. Ngược lại, Phùng Đằng thấy vậy thì nhếch miệng giễu cợt, tự khoe ra môn, tạ hạ là Phùng Đằng, đệ tử ruột của Thiên Âm Môn. Tại hạ xin mạn phép có đôi lời. Đỉnh Lạc Hà nguy hiểm trùng trùng, không phải cứ muốn là có thể vào được, lỡ có gì bất chắc thì hối hận không kịp đâu. Hắn dứt lời, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trần Khả Hân cau mày, nhìn Phùng Đằng nói, Phùng Sư Huynh, anh Đinh là do Thiết gia chủ mời tới giúp đỡ. Anh chỉ muốn tốt cho hắn tôi, đừng để tới lúc đó lại bỏ mạng ở trong kia, không đợi Trần Khả Hân nói hết câu, Phùng Đằng đã ngắt lời mỉa mai. Thấy đối phương hết lần này đến lần khác nhằm vào mình. Đinh Dũng không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, tôi không vào được hay thế nào là việc của tôi, anh không cần quan tâm. Còn tôi cũng khuyên anh một câu, đỉnh Lạc Hà này côn trùng độc rất nhiều, bị cắn mất mạng là chuyện thường tình chứ đừng trách người khác, nói tới đây, Đinh Dũng lạnh mặt hẳn lại. Anh không muốn giao thiệp với mấy người này vì ngại phiền toái, nhưng nếu như bọn họ cố tình gây rắc rối cho anh thì anh cũng không ngại ra tay với bọn họ. Phùng Đằng vốn dĩ muốn kích động Đinh Dũng nhưng lúc này nghe vậy. Hắn ta lại bật cười đầy xảo quyệt, được, được lắm. Cậu đã nói vậy thì vì sự an toàn của mọi người, tôi thấy rằng cần phải thăm dò thực lực của cậu, tránh vào kia lại liên lụy tới người khác. Dứt lời, không đợi những người khác phản ứng lại, Phùng Đằng đã ra tay với Đinh Dũng trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ để lại tàn ảnh trong không gian, cứ thế tung đòn đạp về phía Đinh Dũng. Hỏng rồi, Thiết Vô Cực chợt lẩm bẩm. Những người khác thấy vậy thì nở nụ cười.
tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình, đặc biệt là Tần Thiếu Phong, ông ta thể hiện sự mong chờ. Trước đó ông ta bị Đinh Dũng cho một trận, đến giờ vẫn còn ôm hận, giờ thấy có người muốn dạy dỗ Đinh Dũng, trong lòng ông ta đương nhiên thấy hả hê rồi. Phùng Đằng là ai? Đó chính là đệ tử hạt nhân của Thiên Âm Môn, thân thủ của hắn rất mạnh, tuyệt đối không phải là người mà Đinh Dũng có thể chọi lại được. Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này. Cút, thế nhưng đúng lúc này, một bóng hình chợt xuất hiện trước mặt Đinh Dũng, ngăn giữa Đinh Dũng và Phùng Đằng. Sau tiếng gần đó, cơ thể Phùng Đằng cứ thế bay ra ngoài, nhìn mặt nạ quỷ của Thổ Bồi với vẻ mặt tôi độc thấy rõ. Phùng Đằng cứ thế lảo đảo lùi về sau mười mấy bước mới đứng vững. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thổ Bồi, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng và nghi hoặc. Tên đeo mặt nạ quỷ này rốt cục là ai? Sao có thể Tần Thiếu Phong thấy cảnh này cũng kinh ngạc không thôi? Phùng Đằng sao có thể không đánh lại được Thổ Bồi? Mà ông ta biết rõ Thổ Bồi lại chỉ là trợ thủ của Đinh Dũng. Nếu Phùng Đằng đến cả Thổ Bồi cũng không đánh được thì sao có thể là đối thủ của Đinh Dũng được? Trên thực tế, Đinh Dũng cũng hết sức bất ngờ. Vì Phùng Đằng chỉ là võ đạo đại sư mà lại có thể chống cự lại đòn tấn công của Thổ Bồi, không hề bị thương. Nên biết rằng mặc dù Thổ Bồi chỉ có thực lực trúc cơ nhưng không phải là võ sĩ bình thường có thể địch lại nổi. Đệ tử hạt nhân của Thiên Âm Môn cũng thú vị đấy. Phùng Sư Huynh, đủ rồi, thấy Phùng Đằng vẫn còn định ra tay, Trần Khả Hân mới nhướng mày nói, không còn sớm nữa, chúng ta vào núi thôi. Chúng ta đi thôi, Thiết Vô Cực đang đau đầu không biết hòa giải thế nào. Nghe Trần Khả Hân nói vậy thì lập tức chêm lời. Mặt Phùng Đằng tối sầm cả lại, hắn ta nhìn theo bóng hình Trần Khả Hân mà hằn học liếc Đinh Dũng, sau đó mới sải bước đi. Sức mạnh cơ thể của tên này không phải vừa, có điều yếu hơn cơ thể bằng máu của tôi, Thổ Bồi đi sau Đinh Dũng, khẽ giọng nói. Đinh Dũng gật đầu, không lên tiếng, chỉ nhìn Đỉnh Lạc Hà ngay gần trước mắt mà nghiêm mặt lại. Anh không quan tâm tới Phùng Đằng, cái mà anh quan tâm chính là Đỉnh Lạc Hà này. Người khác có thể không biết bí mật của nó nhưng Đinh Dũng lại rõ hơn ai hết. Mặc dù là chuyện của hơn nghìn năm trước rồi, nhưng sau khi tới Đỉnh Lạc Hà, Đinh Dũng vẫn không khỏi nghiêm mặt cân nhắc. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã vào trong Đỉnh Lạc Hà. Vì Đỉnh Lạc Hà hiện giờ là đỉnh duy nhất không bị siết chặt quản lý nên vẫn có du khách hoặc nhà thám hiểm tới đây. Cũng may đoàn người của Đinh Dũng rất đông nên người ta đều nhường đường cho đi trước. Không biết đoàn người này của gia tộc nào mà đông vậy? Không rõ, có điều trông khí thế thật đấy. Đỉnh Lạc Hà sắp xảy ra chuyện rồi. Từng luồng thông tin được loan truyền đi, vì nơi này không ai quản lý nên không ít thế lực đều cài cắm người ở đây, mục đích là vì đợi Đỉnh Lạc Hà xảy ra biến cố gì thì nhận được tin báo luôn. Thông tin được truyền đi, thông tin về năm thế lực lớn vào Đỉnh Lạc Hà cũng được đào bới. Trong khoảng thời gian rất ngắn, khu vực Giang Bắc dậy cơn sóng mới. Mặc dù Đỉnh Lạc Hà nằm trong vùng Giang Bắc nhưng môi trường ở đây lại khắc nghiệt, khác với những nơi khác trong vùng vì rắn rết côn trùng độc rất nhiều, nếu không mang theo thuốc đuổi côn trùng thì sẽ chết lúc nào không biết. Nói thì cũng thật lạ, từ sau khi Tứ Đại Danh Sơn dị biến, côn trùng rắn rết trên Đỉnh Lạc Hà này có vẻ im ắng đi nhiều, lại ít hơn trước đó một nửa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách đổ về đây nhiều hơn trước. Trước đây rắn và côn trùng nhiều. Lên núi một lần rất có khả năng sẽ bị cắn và trúng độc. Hiện giờ an toàn hơn rất nhiều rồi, lại thêm có thông tin núi dị biến nên khiến không ít người tò mò mà đến. Cả toán người lần lượt lên núi, cũng có không ít nhóm ít người trước đó không dám vào núi, thấy đoàn người đi mạnh dạn như vậy thì cũng chuẩn bị đi theo. Đỉnh Lạc Hà này bên trong rất nhiều cây cổ thụ, mang hơi hướng cổ xưa, vào trong Đỉnh Lạc Hà, Bách Lý Thuần không khỏi trầm trồ. Ngày thường rất ít người vào trong Đỉnh Lạc Hà, kể cả là vào thì cũng rất ít người lên núi, thông thường cùng lắm chỉ đi lại dưới chân núi. Đặc biệt, ở đây có cây cổ thụ thân to bằng 3-4 người ôm mới xuể, xung quanh nó còn có từng con rắn dị thường, thân 5 màu sắc đang trườn qua khiến người ta phải kinh ngạc. Ha ha ha, đúng là hay ho, không ngờ lão tổ đây thấy được cảnh này rồi, đúng lúc này, lão già bên cạnh Yên Anh Ly đột nhiên bật cười. Ông ta nhanh chóng lao như mũi tên về phía trước vồ lấy một con rắn đầu năm thứ màu dưới thân cây. Là rắn ngũ sắc, thấy con rắn trong tay lão già này, không ít người nheo mắt nhìn. Ông lão của nhà họ Tần thì cũng cau mày, lên tiếng, sao nơi này lại có rắn ngũ sắc được, không phải nó đã tuyệt chủng rồi sao?
rắn ngũ sắc hay còn gọi là rắn vương quan vì trên đầu nó có 5 màu đan xen nhau hình vương miện. Màu của càng phức tạp thì độc tính của nó càng mạnh. Chỉ cần một phát cắn của nó cũng đủ làm tiêu tan tính mạng của con người. Mặc dù con rắn này chỉ dài nửa mét nhưng vô cùng hiếm vì nó gần như đã mất dấu hoàn toàn, không ngờ lại xuất hiện ở đỉnh Lạc Hà. Yên Tiêu, chúc mừng anh, Tần Vô Danh nói. Nghe Tần Vô Danh nói vậy, ông lão với tên Yên Tiêu cười khác thường, khẽ xoa xoa đầu con rắn, rồi nhẹ nhàng cho nó vào cái túi dắt ở hông, nói tiểu tử Vô Danh, cậu không cần phải ngưỡng mộ. Chỉ một con rắn con mà thôi. Nếu như rắn trưởng thành thì may ra còn có thể giúp tôi hơn một chút, con rắn nhỏ này vẫn còn phải nuôi thêm. Hừ, lão độc như ông còn đang luyện ngũ độc phú, chẳng trách mà chẳng ai cần, Tần Vô Danh hắng giọng. Không ngờ Yên Tiêu nghe vậy thì tối sầm cả mặt lại, chỉ vào Tần Vô Danh mà nói với giọng phẫn nộ, tiểu tử Vô Danh, nể mặt vô địch, giờ tôi không cho cậu thành các xác nhiễm độc, nếu không thì cậu xong rồi. Tần Vô Danh hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Yên Tiêu định mỉa mai gì đó nhưng lúc này dị biến xuất hiện. Một tiếng thét vang lên, ngay sau đó ở phía trước có cả loạt cát bụi mờ mịt bay tứ phía. Đương lúc mọi người đang trong trạng thái kinh ngạc thì đột nhiên một con rắn to bằng cánh tay, vẩy cái đuôi giữa không trung bỏ đến, hóa thành cây roi dài, cứ thế quất về phía Yên Tiêu. Con rắn để lại từng đường tàn ảnh trong không gian, sau tiếng vút xé trời, nó quất thẳng đuôi vào người Yên Tiêu. Nếu không phải lúc then chốt, ông ta phản ứng lại được và dùng đôi tay chắn trước người mình, đồng thời lùi về sau thì e rằng đã bị roi dài từ thân con rắn dí cho bẹp nhúng rồi. Có điều, kể cả ông ta có cố né tránh thế nào đi nữa thì vẫn bị quất cho bay ra khỏi đó, ngã vào một cái cây to ở phía xa. Khụ, khụ, Yên Tiêu che ngực, máu trào ra xối xả. Vừa rồi con rắn tấn công gần như muốn lấy mạng ông ta, lúc này xương khớp toàn thân như muốn rụng rời. Đã lâu rồi ông ta không có cảm giác nguy hiểm thế này rồi, lúc này mồ hôi ứa ra như tắm, lông tay chân dựng ngược cả lên. Có việc gì vậy? Thứ gì vừa xuất hiện thế? Cả toán người xôn xao, tốc độ của nó quá nhanh, người ta chỉ cảm thấy có đất đá bay ra chứ không nhìn rõ hình con rắn. Mọi người nhìn đằng kia, đúng lúc này, Trần Khả Hân của Thiên Âm Môn mới cau mày chỉ về phía trước. Mọi người vội nhìn theo tay cô ta chỉ thấy dưới thân cây cổ thụ phía trước có một con rắn dài mười mấy mét đang quấn quanh. Lúc này, con rắn đang mở mắt nhìn chằm chằm vào đám người, con mắt màu vàng nhạt máu lạnh của nó chốc chốc lại thoáng qua sát khí lạnh người. Con rắn to quá, thấy con rắn này, Phùng Đằng không khỏi thảng thốt. Mấy người phía Tần Vô Danh cũng nghiêm mặt lại, con rắn này dài mười mấy mét, căn bản không phải quá hiếm gì nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả đó chính là trên đầu nó có những đường vân màu vàng kim, hóa thành hình ảnh vương miện vàng. Không thể nào, Bách Lý Thuần và người đàn ông mặc đồ xanh lam kinh ngạc, đặc biệt là người đàn ông mặc đồ xanh lam kia, mặt mày khó coi thấy rõ, rắn ngũ sắc vương quan sao có thể dài như vậy, không thể nào. Thông thường những con rắn độc thì thân hình không hề to dài như vậy, và lại đây còn là loài rắn ngũ sắc vương quan gần như sắp tuyệt chủng, chẳng trách mà người ta không dám tin. Duy chỉ có Đinh Dũng là vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Con rắn độc dài mười mấy mét này mặc dù hiếm gặp nhưng không phải không tồn tại. Ở thời thượng cổ, những con rắn đáng sợ thế này còn to hơn con ngũ sắc vương quan này nhiều, thậm chí anh cũng đã từng thấy những con dài đến cả trăm mét. Chắc chắn là do Yên Tiêu bắt rắn ngũ sắc vương quan nên khiến con rắn này quay lại trả thù, Tần Vô Danh nghiến răng nói. Con này chắc chắn dị biến rồi, nếu không thì sao có thể to và dài thế này được, có điều toàn thân nó đều rất khác thường, nếu như có thể bắt được thì. Anh Tần đang nói đùa sao? Yên đạo hữu đây đến cái đuôi của nó còn chẳng tóm được, con rắn này cho dù có cảnh giới bán bộ đại sư thì cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Dựa vào anh và tôi thì bắt nó thế nào, nghe Tần Vô Danh nói vậy, người đàn ông mặc đồ xanh lam mới cau mày, lạnh giọng nói. Lẽ nào anh Bách Lý thấy rằng anh và tôi không ra tay thì nó sẽ tha cho chúng ta sao, Tần Vô Danh lạnh lùng nói. Chỉ cần thả nó ra thì có lẽ nó sẽ không cắn chúng ta đâu, nghe vậy. Người đàn ông mặc đồ xanh lam mới nhìn sang Yên Tiêu, nói Yên đạo hữu, thả con rắn ngũ sắc kia ra đi. Không thể nào, thế nhưng Yên Tiêu nghe vậy thì phản ứng rất kịch liệt. Ông ta hắng giọng, nghiến răng nói con rắn này có thể trợ giúp cho Bách Chỉ Can đầu của tôi thêm một tầm cao mới, nói không chừng còn có thể giúp tôi đột phá lên tông sư, sao tôi phải bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đây có khác gì lấy tính mạng của tất cả chúng tôi ra làm trò đùa,
người đàn ông mặc đồ xanh lam có vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố kiềm chế hết sức có thể. Nghe vậy, Yên Tiêu tái mặt, cây gậy đầu rồng gõ cộc cộc xuống đất, từng luồng khí đen thấp thoáng hiện trên da mặt ông ta. Ông ta lên tiếng với giọng nói khó nghe, vậy là có ý gì? Lẽ nào anh Bách Lý đây có ý gì khác? Ở phía xa, con rắn ngũ sắc liên tục thè lưỡi độc, chĩa về phía Yên Tiêu như đang tìm cơ hội tấn công lần nữa. Cũng may đoàn người này đông, cũng phải lên đến cả trăm người. Kể cả là con rắn ngũ sắc phương quan to thế này nhưng cũng không dám làm loạn trước mặt nhiều người như vậy được. Nó không phải thứ hay ho gì đâu, nghe người đàn ông mặc đồ xanh lam hét lên với Yên Tiêu, thổ bồi đừng bên Đinh Dũng không khỏi liếm liếm miệng, nói nhỏ. Nghe vậy, Đinh Dũng mới liếc sang nhìn hắn, thời đại này quả thực hiếm có sản vật lắm. Đúng lúc này, con rắn kia lại một lần nữa lao đến, nó nhìn Yên Tiêu chằm chằm, con mắt lạnh lùng di chuyển, trông mới đáng sợ làm sao. Mọi người cùng ra tay, chém nó làm canh, Yên Tiêu thấy mấy người phía người đàn ông mặc đồ xanh lam định đối đầu với mình thì dứt khoát đạp mạnh vào mặt đất, cầu gậy đầu rồng trong tay hóa thành đường sáng lạnh, bay về phía con rắn ngũ sắc kia. Khốn khiếp, thấy cảnh này, người đàn ông mặc đồ xanh lam tức tối phẫn nộ. Những người khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc, Yên Tiêu chủ động tấn công con rắn mà lại còn muốn lôi theo những người khác chết chung. Một khi con rắn kia tức tối thì nó sẽ chẳng quan tâm nhiều làm gì. Tất cả mọi người sẽ gặp phải tai ương. Nói thì lâu nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh. Cây gậy đầu rồng giống như con rồng vàng, dần đáp xuống đầu con rắn, nện vào đầu nó. Lực đạo khủng khiếp khiến con rắn loạng choạng, còn cây gậy đầu rồng kia cũng tạo ra màn mạt gỗ trong không gian. Vút, con rắn quấy đuôi thật mạnh, luồng gió mang theo mùi máu tanh sực lên, trong chốc lát, nó di chuyển thật nhanh lao vào đám người. Ra tay! Người đàn ông mặc đồ xanh lam đứng đầu, ông ta là người đầu tiên phải đối mặt với con rắn, chỉ đành ra tay với nó. Ông ta vừa ra tay thì liền trở thành mục tiêu đầu tiên của con rắn. Còn Yên Tiêu cũng không dám chậm trễ, ông ta biết sự lợi hại của con rắn này. Nếu như người đàn ông mặc đồ lam chết thì ông ta nhất định không sống nổi. Ngoài ra, ông ta cũng có lòng riêng. Một con rắn to như vậy nếu như có thể giết chết nó thì nhất định có thể khiến tu vi của mình tăng gấp bội. Nói không chừng có thể vượt cảnh giới, trở thành võ đạo tông sư cũng nên. Đá vụn bay tứ tung khiến không ít người bị cuốn vào trong. Người đàn ông mặc đồ lam của nhà họ Bách Lý cùng với Yên Tiêu và Tần Vô Danh cùng ra tay, muốn đẩy lùi con rắn kia. Con rắn ngũ sắc lập tức dựng thẳng thân người khiến nó phải cao bằng cả một tầng nhà. Nó nhìn mọi người từ cao xuống thấp, không ngừng thè lưỡi độc, đôi mắt nó từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào Yên Tiêu, không ngừng phát ra những âm thanh dị thường. Da của nó dày quá, không có vũ khí sắc bén mà chỉ dựa vào sức của chúng ta thì khó có thể giết được nó, người đàn ông mặc đồ xanh lam mặt mày nghiêm trọng. Vừa rồi ông ta đã phải chịu vết thương không hề nhẹ sau trận quyết đấu với con rắn, hiện giờ gân cốt đau ê ẩm. Con rắn ngũ sắc với lớp vảy dày, lúc này, lớp vảy cứng chắc như sắt, dựa vào sức mấy người kia cùng ra tay thì vẫn không thể khiến nó hề hấn gì. Ngũ độc phú của tôi không có tác dụng với nó, Yên Tiêu mặt mày khó coi. Ngũ độc phú mà ông ta luyện ra nổi tiếng kịch độc, nhưng lại không hề có tác dụng với con rắn này. Nghe hai người kia nói vậy, Tần Vô Danh liếc sang người đàn ông mặc đồ lam, điềm tĩnh nói, nghe nói anh Bách Lý kiếm thuật kinh người, sao có thể bó tay chứ? Hừ, kiếm đạo của nhà họ Tần cũng nổi danh, sao không thấy cậu dùng kiếm, người đàn ông mặc đồ lam hắng giọng nói lại. Mặc dù ông ta có tuyệt kỹ về kiếm nhưng một khi sử dụng thì phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, tới lúc vào núi sâu. Ngộ nhỡ gặp cảnh hiểm nguy thì dễ rơi vào thế bị động. Người đàn ông mặc đồ lam biết vậy nên không tới mức đường cùng thì ông ta tuyệt đối không ra tay giết con rắn này. Tới lúc này, con rắn gần như mất đi sự nhẫn nại cuối cùng, nó không kiêng dè gì nữa, cứ thế điên cuồng lao về phía Yên Tiêu, trong chốc lát khiến cả mấy người kia bay ra ngoài. Cả ba lùi về sau khiến đội ngũ cả hàng trăm người lập tức xông lên. Thế nhưng con rắn cũng xông vào toán người. Đúng lúc này, con rắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người bình thường mà nhà họ Thiết dẫn tới. Chẳng mấy chốc, hội nhóm cả trăm người bị quật người bay toán loạn. Thấy con rắn lao tới, mấy người kia lập tức rút súng ra bắt đầu bắn, nhưng vảy của nó lại như làm bằng sắt vậy, đến cả đạn cũng không thể xuyên qua. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, đá bụi bay mịt mù, tiếng kêu la thảm thiết vang một góc trời. Mọi người cùng ra tay, cũng không biết là ai hô lên mà những người còn lại không ai chần chừ.
cùng lao lên một lúc. Bao gồm cả hai người phía Trần Khả Hân và Phùng Đằng cũng lao về phía con rắn vì dù sao hiện giờ không phải là lúc do dự nữa. Nếu không giết nó thì bọn họ rất khó có thể tiến lên phía trước, thậm chí đến tồn tại cũng là cả vấn đề. Nếu không đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ bị con rắn này giết hại. Không thể phủ nhận khả năng chiến đấu của toán người rất mạnh. Có Tần Vô Danh, Yên Tiêu và người đàn ông mặc đồ lam của nhà họ Bách Lý dẫn đầu, Trần Khả Hân và Phùng Đằng cũng như Tần Thiếu Phong là lớp trẻ theo sau, nhanh chóng đấu với con rắn với sức 1-9-1-10. Đặc biệt là Tần Vô Danh, lúc này không buồn che giấu thực lực nữa, ông ta vung từng đường kiếm mang theo sức mạnh vô biên. Chỉ đáng tiếc, con rắn khổng lồ kia lại có lớp da quá dày, kể cả từng đường kiếm sắc lẹm chém xuống thì cũng chỉ có thể khiến nó bị thương rất nhẹ như chảy xước mà thôi. Chủ tử, chúng ta có xông lên không? Thổ Bồi và Đinh Dũng đứng ở phía xa trông thấy những người này đấu liên tục không ngừng nghỉ với con rắn thì lên tiếng hỏi. Nghe Thổ Bồi nói vậy, Đinh Dũng lắc đầu, nhếch miệng cười rồi thản nhiên nói, những người này đều không hề dốc hết sức, yên tâm đi, con rắn này không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Dù gì cũng là những gia tộc hào môn ở Giang Bắc, không thể chỉ có chút bản lĩnh này được. Chúng ta cứ đợi xem thôi. Đinh Dũng nghĩ rất thấu đáo. Đã có đội Tần Vô Danh ở phía trước, bọn họ căn bản không cần ra tay, vừa hay có thể xem những gia tộc hào môn này có thủ đoạn gì. Trần sư muội, mọi người giúp sư huynh bao vây nó, xem sư huynh chảm sát nó đây. Đúng lúc này, Phùng Đằng đột nhiên lùi sau vài bước, tay tung đòn thế cổ quái, hướng về phía đám người mà hét. Chúng ta hợp sức vây bắt nó, Phùng sư huynh sắp thi triển thiên âm công pháp rồi, thấy thế tay kỳ lạ của Phùng Đằng, Trần Khả Hân cau mày thật sâu, nhưng vẫn lên tiếng giải thích với đám người. Nghe vậy, mấy người tỏ vẻ bất ngờ, đặc biệt là Yên Tiêu, ông ta mừng ra mặt, nói, nghe nói thiên âm công pháp của thiên âm môn huyền ảo kỳ diệu, chắc chắn có thể giết chết con rắn này. Không biết hai cô cậu của thiên âm môn có thể nhường cái xác của con rắn này cho tôi được không? Nhà họ Yên tôi đồng ý bỏ ra 30 viên linh tinh thể để trao đổi, Yên Tiêu hồ hởi nhưng ông ta lại phát hiện ra lời mình vừa nói, ngoài Trần Khả Hân và Phùng Đằng thì những người khác chẳng ai thay đổi thái độ gì. Trên thực tế cũng chẳng thể trách bọn họ, mọi người cùng ra tay giết chết nó, dựa vào cái gì mà nhà họ Yên chỉ giao dịch với thiên âm môn, đây rõ ràng là không coi bọn họ ra gì. 30 viên linh tinh thể, Tần Vô Danh nheo mắt, hắng giọng nói, linh quảng của nhà họ Yên đúng là dồi dào. Giọng điệu của ông ta rõ điệu bộ mỉa mai, thế nhưng điều khiến ông ta không ngờ đến đó là Yên Tiêu nghe xong thì lại hắng giọng, cười cổ quái, đương nhiên rồi, dù sao cũng dồi dào hơn cái quặng bỏ đi nhà họ Tần. Đừng để nó chạy mất, người đàn ông mặc đồ lam lớn giọng, sau đó vừa hét vừa lùi về sau, vì con rắn ngũ sắc đã lao tới phía bọn họ rồi. Thấy con rắn ngũ sắc muốn phá vòng vây, Tần Vô Danh và Yên Tiêu không đấu khẩu nữa, cả đám người lập tức xông lên. Còn lúc này Phùng Đằng cũng hoàn thành bấm chú, bầu trời nổi gió, luồng khí tức huyền ảo bao vây. Thiên âm kinh đệ nhất trùng thiên nhập thể, chỉ cần nghe thấy tiếng hét lớn của Phùng Đằng, hạo nhiên chính từ trên trời giáng xuống, cứ thế nhập vào trán hắn ta. Tu vi võ đạo của hắn ta từ võ đạo đại sư đột phá thành bán bộ tông sư. Sau khi đột phá cảnh giới, Phùng Đằng mở trừng mắt, trong đôi mắt còn mang theo ánh sáng xanh lập lòe và một phần tàn dư của hạo nhiên chính khí kia bao quanh cơ thể. Hóa thành bộ pháp y vô hình. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, Phùng Đằng lúc này như thần tiên hạ phàm, đạp mạnh vào mặt đất, cả người giống như đạn rời khỏi nòng, lao vào con rắn ngũ sắc. Tránh ra, giọng hắn thâm trầm khiến người ta không khỏi thảng thốt. Tần Vô Danh và người đàn ông mặc đồ lam tái mặt, vội vàng lùi ra xa vài mét, những người khác cũng không may mắn hơn, khi muốn né tránh thì Phùng Đằng đã xông đến. Luồng khí tức đáng sợ khiến mấy người bọn họ bay ra khỏi đó. Con rắn ngũ sắc như cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể nó dựng đứng lên, đối diện với Phùng Đằng di chuyển với tốc độ như bay không những không hề né tránh mà ngược lại còn há to miệng thè dài lưỡi đầy thách thức. Theo mùi gió tanh bốc lên, một chất dịch lỏng bán trong suốt được con rắn phun ra khỏi miệng. Hỏng rồi, là độc dịch, người đàn ông mặc đồ lam mặt mày tái nhợt, nhìn về phía trước với vẻ mặt căng thẳng. Những người khác mặt mày cũng khó coi vô cùng, độc dịch của con rắn ngũ sắc vô cùng mạnh. Nếu như Phùng Đằng dính độc dịch thì chắc chắn sẽ bị nó gặm nhấm, còn tốc độ của Phùng Đằng lại quá nhanh, khi hắn ta phát hiện ra thì đã không kịp né tránh nữa rồi. Trong chốc lát, Phùng Đằng dính độc dịch bán trong suốt kia dội thẳng vào Phùng Đằng khiến hắn lạnh toát người. Giây phút sau đó,
rắn ngũ sắc bị Phùng Đằng đánh bay đi, va vào thân cây cổ thụ và rơi xuống đất. Trong đôi mắt nó mang theo vẻ hiểm độc, nó nhanh chóng trườn vào chỗ sâu hơn. Phùng Đằng nửa quỳ dưới đất, độc dịch khủng khiếp không ngừng phát ra những tiếng lạo xạo trên cơ thể hắn. Một mùi dị thường bốc ra từ cơ thể hắn, độc dịch kia mặc dù rất mạnh nhưng trên cơ thể Phùng Đằng lại có bộ pháp y do Hạo Nhiên chính khí hóa thành cho nên độc dịch này không thể khiến hắn bị thương được. Đừng để nó chạy, đuổi theo, hồi lâu sau, Phùng Đằng đứng bật dậy, nhìn về nơi sâu nhất mà nghiến răng nói. Lần này hắn đã dùng thiên âm công pháp, trong thời gian ngắn không thể sử dụng thêm lần nữa. Nếu như để con rắn này chạy thì đúng là sôi hỏng bỏng không? Giờ nhân lúc thiên âm công pháp còn chưa mất đi tác dụng, hắn phải đuổi theo mới được. Những người khác thấy vậy cũng lao lên, Thiết Vô Cực dẫn theo cả đoàn người bám theo sau, cả toán người hùng hùng hổ hổ đuổi về hướng con rắn bỏ đi. Đinh Dũng và Thổ Bồi đứng trong đám người, thấy Phùng Đằng ở phía trước, Đinh Dũng lên tiếng hỏi, cảm thấy thiên âm công pháp này thế nào? Thiên âm công pháp gì cơ? Rõ ràng là lâm tự mật của Trương lão đạo ở núi Hạc Minh, có điều tên này chỉ học được chút kiến thức, chưa đạt được tinh hoa, nếu không thì con rắn này sẽ không thể là đối thủ của hắn được, Thổ Bồi chỉ cần nhìn là nhận ra thuật pháp của Phùng Đằng. Đinh Dũng dù chưa từng nghe nói tới Trương lão đạo của núi Hạc Minh nhưng anh cũng biết rõ cửu mật. Thiên âm công pháp của Phùng Đằng anh cũng có thể thấy được hơi hướng của lâm tự mật. Nghĩ tới thế lực hắc ám, Đinh Dũng liền hỏi, mày đã từng sống ở thế giới hắc ám sao? Tôi chính là tàn dư của thế giới hắc ám, Thổ Bồi sững người, nói. Thời đại hắc ám cứ nghìn năm một lần, khi hắc ám sắp tới, quy tắc của cả thế giới đều phải thay đổi, tất cả như bắt đầu được tẩy rửa. Đinh Dũng đã từng trải qua 3 lần hắc ám, 2 lần anh đều ra sức chống chọi nhưng đáng tiếc lần nào cũng đều thất bại. Sau khoảng thời gian đó, anh mới có thể đoạt xác, quay lại. Mọi thứ trước kia đều mất sạch, sau 5 lần hắc ám. Đinh Dũng đã được mở mang tầm mắt. Nó vào hang rồi, đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hét lớn. Đinh Dũng giật mình, cố nén mọi suy nghĩ nhìn về phía trước. Anh thấy ở phía trước có cái hang cao chừng 2 mét, bên trong tối như hũ nút, không biết kéo dài tới đâu. Phải làm sao đây, con rắn ngũ sắc bò vào hang, bên trong hang lại rất chật hẹp, người đàn ông mặc đồ lam nghiêm mặt nhìn vào hang mà nói. Nghe vậy, Yên Tiêu chợt tối sầm mặt lại. Ông ta nghiến răng, nhìn mấy người phía Thiết Vô Cực, chỉ vào Đinh Dũng mà nói, mấy bên chúng tôi cùng nhau cố gắng, các người lại ở phía sau ngồi hưởng thụ, vậy là không được. Cậu đi dụ rắn, Yên Tiêu chỉ vào Đinh Dũng, vẻ mặt thoáng qua nụ cười tàn nhẫn. Cậu yên tâm, mấy người chúng tôi đều ở cửa hang tiếp ứng, cậu gặp nguy hiểm gì thì quay về, chỉ cần dụ được con rắn ra khỏi hang, tôi nhất định sẽ trọng thưởng. Ông ta dứt lời, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Thế nhưng có không ít người cười đầy ý tứ. Có người thấy Đinh Dũng và Thổ Bồi thì tỏ vẻ khó chịu. Mọi người đều cùng đến đây, dựa vào cái gì mà hai người không làm gì cả. Yên Tiêu nhìn Đinh Dũng cười tôi độc, Yên Anh Ly nhếch miệng, nghe thấy chưa, sư phụ tôi bảo cậu vào động dụ rắn đấy, còn không mau đi. Cậu dám lệnh cho tôi, Đinh Dũng liếc Yên Anh Ly. Yên Anh Ly đột nhiên run người, có điều rất nhanh đã trấn tĩnh lại được, muốn tới bên cạnh sư phụ. Đinh Dũng cho dù có lợi hại thì sao có thể là đối thủ của sư phụ hắn ta được. Hừ, còn giả bộ gì nữa, nghĩ vậy, Yên Anh Ly bật cười lạnh lùng, bao nhiêu tiền bối ở đây thế này, lẽ nào cậu còn muốn ra tay với tôi? Không sai, hiện giờ trong núi nguy hiểm trùng trùng, chúng ta nhất định phải liên thủ lại. Là một phần tử, các cậu cũng phải bỏ ra gì thì mới có được thu hoạch, Tần Thiếu Phong bật cười, nói yên tâm, chúng tôi sẽ ở ngoài tiếp ứng. Từ đầu tới cuối, Thiết Vô Cực không hề lên tiếng. Ông ta không có cách gì khác cả. Đối diện với áp lực từ nhiều người thế này, đừng nói là Đinh Dũng, cho dù là ông ta cũng phải run sợ. Thậm chí ông ta còn cảm thấy hối hận, không biết dẫn theo những người này tới đây rốt cục là đúng hay sai. Nói nhiều như thế làm gì, cứ bắt nó rồi chém phay ra thôi. Đúng lúc này, Yên Tiêu lạnh giọng, đạp mạnh vào mặt đất, cả cơ thể lao vút nhau vào Đinh Dũng. Giữa bọn họ vốn không cách nhau quá xa, trong chốc lát, Yên Tiêu đã lao về phía trước. Hàng trăm người xung quanh không một ai dám lên tiếng ngăn lại. Tốc độ của Yên Tiêu rất nhanh, thấy bàn tay sắp chạm vào cổ Đinh Dũng, thậm chí ông ta còn như thấy được cảnh Đinh Dũng tuyệt vọng nằm thoi thóp ở cửa hang. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình xuất hiện trước mặt ông ta. Tốc độ của Thổ Bồi còn nhanh hơn ông ta không biết bao nhiêu lần.
Giây phút sau đó, Yên Tiêu không hề có sức phản kháng, cứ thế bị thổ bồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lực đạo từ lòng bàn tay hắn khiến Yên Tiêu không thể thở nổi, mặt đỏ gay lên. Thả sư phụ tôi ra, thấy sư phụ bị người ta nhấc bổng lên như vậy, Yên Anh Ly mặt mày tái mét, vô thức hét lên. Yên Tiêu, mấy người phía Tần Vô Danh tái mặt, thực lực của Yên Tiêu cũng rất mạnh, nhưng giờ lại không thể đỡ lại nổi một chiêu của tên mặc áo choàng. Thổ bồi lạnh giọng, hất Yên Tiêu xuống đất, đảo mắt nhìn đám người, ai dám bất kính với chủ tử của tôi. Thấy bóng hình uy phong của thổ bồi sau lớp áo choàng, lại nghe hắn gọi Đinh Dũng là chủ, con mắt của Thiết Vô Cực như nhảy ra khỏi tròng, đột nhiên ông ta lại thấy hối hận vì không mở lời xin sự trợ giúp từ phía Đinh Dũng. Khốn nạn, các người muốn làm gì, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Phùng Đằng sải bước lên trước một cách vô tình, hắn nhìn Đinh Dũng chằm chằm, ông Yên chỉ muốn các người vào động dụ rắn, các người lại trở mặt. Có thực lực như vậy, lẽ nào còn sợ một con rắn to? Hay là các người cố ý, muốn đợi chúng tôi bị nó rút gân lột ra còn mình là ngư ông đắc lợi? Giọng nói Phùng Đằng rất dõng dạc, đến tai mọi người thì khiến cả đám tái mắt mặt, ai nấy đều nhìn Đinh Dũng với ánh mắt coi thường và khó chịu. Khốn khiếp, Đinh Dũng vỗ vào vai thổ bồi rồi tiến lên trước một bước, dùng chân đạp vào vai Yên Tiêu khiến ông ta rụng rời gân cốt. Sau đó, Đinh Dũng mới phất phạt áo, thản nhiên nói, con rắn khổng lồ này tấn công chúng ta vì ông ta bắt con rắn nhỏ. Có liên quan gì đến chúng ta? Anh chẳng khác gì loại mất não, ra mặt giúp ông ta không có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý giúp ông ta. Còn nữa, nếu như chúng tôi không có thực lực này thì vào trong động há chẳng phải làm mồi cho rắn sao, nói tới đây, Đinh Dũng lạnh lùng nhìn Phùng Đằng. Lúc này, mặt Phùng Đằng tối sầm cả lại, hắn nghiến răng gằn lên với Đinh Dũng, mày dám gọi tao là tên mất não? Mày có biết tao là ai không hả? Tao là, Phùng Đằng vốn định lấy danh tiếng của Thiên Âm Môn dọa Đinh Dũng nhưng hắn ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã lắc đầu, đừng nói là người của Thiên Âm Môn, cho dù có là con ông trời thì anh cũng chỉ là một tên mất não mà thôi. Khốn nạn, Phùng Đằng mặt mày tái hẳn đi, hắn nắm tay toan lao vào Đinh Dũng. Lúc này, Thiên Âm công pháp còn chưa mất đi tác dụng, hắn định dạy dỗ cho Đinh Dũng một bài học. Thế nhưng ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Con rắn ngũ sắc chợt trườn ra rất nhanh, lao vào Trần Khả Hân và người đàn ông mặc đồ lam ở gần cửa động nhất. Ai mà ngờ nổi con rắn đã chui vào hang rồi mà còn dám chui ra. Người đàn ông mặc đồ lam và Trần Khả Hân căn bản không kịp phản ứng, cứ thế bị con rắn ngũ sắc quật bay ra khỏi đó. Người đàn ông mặc đồ lam bị đánh bay ra khỏi đó mười mấy mét, làm gãy không biết bao nhiêu cây rồi ngã ra đất không rõ sống chết. Trần Khả Hân cũng bị đánh bay ra ngoài. Có điều phản ứng của cô ta rất nhanh. Trước khi bị quật bay ra ngoài, cô ta đã bóp nát miếng ngọc bội. Một luồng sáng xanh xuất hiện trước người cô ta, gạt bay phần lớn lực đạo, nhưng trùng hợp là cô ta lại bay ngay về phía Đinh Dũng. Sư muội, thấy vậy, Phùng Đằng giật mình thét lên, định xông lên trước thì đột nhiên đuôi con rắn quẹt ngang mặt đất khiến hắn không thể không lùi về sau. Mau tản ra, Thiết Vô Cực tái mặt, chỉ huy đám người. Thế nhưng tốc độ của con rắn quá nhanh còn tốc độ của những người bình thường kia lại chậm, bọn họ còn không kịp tản đi đã bị con rắn quật vào người bay ra toán loạn. Trần Khả Hân cách Đinh Dũng không xa, mũi bè bét máu, cố gắng vùng vẫy định đứng dậy nhưng xương cốt lại như dã rời, cho dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thể tách mình khỏi mặt đất. Con rắn khổng lồ kia điên cuồng trườn về phía Trần Khả Hân. Trong chốc lát, nó đã trườn tới trước mặt Trần Khả Hân. Luồng gió tanh sực lên nồng nặc. Anh mau đi đi, đừng lo cho tôi, Trần Khả Hân nhìn Đinh Dũng ở phía cách đó không xa với ánh mắt phức tạp. Đinh Dũng cau mày, trên thực tế anh cũng không định giúp Trần Khả Hân. Nghe vậy, trong lòng anh không khỏi sững sờ. Giây phút sau, con rắn kia trườn đến, Đinh Dũng có muốn đi cũng đã không kịp nữa rồi. Không phải ông muốn tôi vào hang dụ rắn ra sao? Giờ nó ra rồi đấy, tiếp theo đó giao cho ông, Đinh Dũng nhếch miệng lôi Yên Tiêu lên rồi vung tay hất ông ta đi. Khốn khiếp, mày chết không yên đâu, Yên Tiêu mặt mày tái mét, lúc này thấy Đinh Dũng nhấc bổng mình lên văng về phía con rắn, ông ta cố gắng điều chỉnh vị trí cơ thể mình trong không trung. Thế nhưng tốc độ của con rắn lại quá nhanh, ông ta vừa dứt lời, cơ thể đã bị con rắn nuốt trọn vào bụng. A, sư phụ, Yên Anh Ly ở phía xa thấy cảnh này thì như thắt ruột thắt gan nhưng hắn chẳng còn cách nào khác, hắn bị năm vệ sĩ kéo về phía cách đó rất xa. Những người khác mặt mày thay đổi.
đặc biệt là Tần Vô Danh lạnh mặt nạt, tiểu tử, cậu ra tay tàn độc như vậy, nhà họ Yên sẽ không tha cho cậu đâu. Hắn chết chắc rồi, con rắn kia sẽ không tha cho hắn đâu, có người bật cười tôi độc vì Đinh Dũng ở cách con rắn kia không xa. Quả nhiên, con rắn kia sau khi nuốt trọn Yên Tiêu thì tốc độ của nó không hề chậm lại, còn Đinh Dũng đứng giữa nó và Trần Khả Hân, lúc này có muốn đi cũng không còn cơ hội nữa rồi. Chủ tử Thổ Bồi kinh ngạc nhưng không hề di chuyển, trong ánh mắt hắn mang theo ánh nhìn dị thường. Thực lực của con rắn quá khủng khiếp, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Nếu Đinh Dũng bị con rắn này nuốt trọn thì hắn có thể được tự do rồi. Nghĩ tới đây, Thổ Bồi lại nghiến răng, dừng bước. Nói thì lâu nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh, con rắn khổng lồ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đinh Dũng, giống như ngọn núi sừng sững lao đến. Cái miệng nó hãy còn vết máu của Yên Tiêu. Không ngờ tới cuối cùng lại chết cùng một người đàn ông lạ mặt, Trần Khả Hân thở dài, nhắm mắt. Đinh Dũng đứng cách cô ta không xa, một khi Đinh Dũng bị con rắn nuốt chửng thì cô ta chắc chắn cũng phải chết. Trong tình cảnh bị trọng thương, đến đứng dậy cũng là một việc xa xỉ với cô ta chứ đừng nói tới bỏ chạy. Thấy con rắn khổng lồ lao tới, Đinh Dũng nheo mắt, tay phải anh hạ xuống, hai tay chắp vào nhau, đầu ngón tay chĩa ra ngoài. Một tia sáng xanh xuất hiện, bầu không khí trong không trung như bị rẽ ngang. Xúc sinh, chết đi, Đinh Dũng thầm nhầm. Tay trái anh nắm chặt cổ tay phải, anh giơ tay chỉ lên trời rồi vung thật mạnh xuống. Linh lực trong cơ thể Đinh Dũng cuồn cuộn đổ về phía đầu ngón tay. Trong chốc lát, cát bụi xung quanh bay mù mịt, bầu trời như tối đi vài phần. Linh lực ở thế giới bên ngoài nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể Đinh Dũng nhưng căn bản không thể nào bù đắp lại hao tổn linh lực đã mất. Đây là lần đầu tiên Đinh Dũng dùng toàn bộ linh lực để điều khiển kiếm ý ở đầu ngón tay. Cảm nhận được sự thay đổi ở đầu ngón tay, Đinh Dũng chắc rằng có thể chảm sát được con rắn kia. Suy nghĩ vừa xuất hiện, Đinh Dũng dùng hết sức vung tay chảm xuống. Một luồng sáng xanh lục rẽ ngang bầu trời, vạch ra hình vòng cung rộng lớn. Cả sắc trời như nhuốm màu xanh lục. Sau khi rạch vào thân con rắn, sắc xanh kia lại biến mất. Máu tươi như nước lũ phun trào ra từ những vết thương trên thân nó. Đồng thời, đầu con rắn khổng lồ kia cứ thế rơi xuống. Nó theo quán tính lăn lộn tại chỗ nhưng chẳng thể vùng vẫy được bao lâu thì đã ngã ra đất, không ngừng co giật. Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, quay người định rời đi thì thấy Trần Khả Hân ở bên cạnh. Anh cau mày, ôm lấy cô ta, đạp mạnh xuống đất, cả cơ thể bắn vọt khỏi chỗ như mũi tên ra khỏi cung. Lúc này, Trần Khả Hân chỉ cảm thấy có cơn gió tanh sực tới. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, nhưng Trần Khả Hân lại không hề cảm thấy con rắn khổng lồ kia tới gần. Cô ta cau mày, lẽ nào con rắn khổng lồ này lại không muốn đuổi bắt người nữa? Nghĩ vậy, cô ta lại từ từ mở mắt ra. Nào ngờ cô ta vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt kiên định của Đinh Dũng rất gần mình. Ngay sau đó, cô ta nhận ra Đinh Dũng đang ôm mình. Điều này khiến Trần Khả Hân vô cùng kinh ngạc. Cô ta định vùng vẫy thì nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, đừng di chuyển, ôm chặt lấy tôi, nếu rơi xuống thì đừng trách tôi. Tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới cách đó không xa. Trần Khả Hân quay đầu thấy con rắn mất đầu thì kinh ngạc không thôi. Cô ta thất thần, lùi sau nửa bước, kết quả lại loạng choạng suýt ngã ra đất. Đinh Dũng thấy thế thì cau mày, nhưng anh vẫn giữ lấy cô ta, giờ cô trọng thương, không muốn tàn phế thì nằm dưới đất đừng cử động. Cậu làm gì thế hả, đúng lúc này, Phùng Đằng xông tới. Khi hắn thấy Đinh Dũng ôm Trần Khả Hân, mặt hắn tái mét và lập tức xông lên. Nhưng ngặt nỗi công pháp thiên âm của hắn đã mất đi tác dụng, linh lực trong cơ thể hắn đương lúc yếu nhất. Hắn tung đòn đánh vào vai Đinh Dũng nhưng ngặt nỗi chẳng thể khiến Đinh Dũng xê dịch gì, ngược lại chính hắn còn phải lùi về sau. Cút đi, Đinh Dũng không hề có thiện cảm với người này, lúc này nhìn hắn ta với ánh mắt sắc lạnh. Thổ Bồi đứng cách đó không xa, hắn còn đang hối hận vì vừa rồi không tới cứu Đinh Dũng. Cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ nổi Đinh Dũng lại có thể giết chết con rắn chỉ bằng một kiếm như vậy. Lúc này thấy Phùng Đằng xông vào Đinh Dũng, hắn lập tức lao ra, tung một đạp đá bay Phùng Đằng. Phùng Đằng còn chưa ngã ra đất thì Thổ Bồi đã xông lên, ấn hắn xuống đánh cho một trận túi bụi, vừa đánh vừa cố ý hét lớn, dám đụng vào chủ tử, ông Thổ mày đánh chết mày, loại ngu đần. Chủ tử của tao mà mày còn dám động à? Phùng Đằng vốn dĩ yếu ớt, căn bản không phải là đối thủ của Thổ Bồi, bị ấn xuống đất như vậy thì không có khả năng chống trả. Ban đầu,
hắn vẫn tỏ ra kiên định trước mặt người con gái mình yêu, nhưng không lâu sau, hắn không thể nào chịu nổi nên thét lên thảm thiết. Nghe tiếng thét đó, Trần Khả Hân thấy có phần lo lắng, còn Ninh Dũng nghe Thổ Bồi vừa đánh vừa la như vậy thì bày ra vẻ mặt kỳ quặc vô cùng. Tao, ôi chao, tao là đệ tử ruột của Thiên Âm Môn, bố tao là gia chủ nhà họ Phùng. Phùng Đằng vừa kêu vừa giống lên giận dữ, nhưng hắn còn chưa nói xong thì một nắm đấm màu máu trưởng vào mồm hắn khiến hắn rụng cả hàm răng. Cảm ơn anh, Trần Khả Hân hít vào một hơi thật sâu, không tới xem Phùng Đằng thế nào mà nhìn sang Đinh Dũng ở bên, nói. Đinh Dũng đang giúp cô ta nối lại khớp bị chật, nghe vậy thì hơi sững người. Sau đó anh lắc đầu, điềm tĩnh nói, tôi chỉ tiện tay thôi, con súc sinh kia sớm muộn cũng bị giết. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Trần Khả Hân cứng đơ mặt. Ngày thường người khác đều cố gắng thể hiện trước mặt cô ta nhưng Đinh Dũng lại không như thế. Có một cơ hội tốt như vậy, anh lại không biết trân trọng. Trên thực tế, Đinh Dũng không hề nghĩ nhiều như vậy. Anh quả thực chỉ tiện tay chứ không cố tình đến cứu Trần Khả Hân. Sau khi giúp cô ta ổn định lại phần chật khớp, Đinh Dũng đứng dậy đi về phía con rắn không còn đụng đậy kia, anh đặt tay lên thân nó, sờ một lượt và tỏ vẻ mặt thất vọng. Con rắn ngũ sắc này cũng đi theo con đường tiến hóa, nhưng nó không giống như yêu thú hấp thu tinh hoa theo ngày tháng rồi tu luyện. Về điểm này thì chỉ cần quan sát trong cơ thể con rắn không có yêu đan là nhận ra được. Yêu đan là thứ rất tốt, nếu như có thể có được yêu đan thì không những có thể bổ trợ tu luyện mà ngoài ra, yêu đan còn là một vị thuốc dẫn quan trọng trong quá trình luyện thuốc. Trước đây khi Đinh Dũng theo nữ oa, anh cũng từng học luyện đan thuật, vì vậy yêu đan đối với anh mà nói vô cùng quan trọng. Chỉ cần có thể tìm được yêu đan thì tốc độ của Đinh Dũng có thể nhanh hơn hiện tại gấp nhiều lần. Đáng tiếc yêu đan rất quý hiếm. Hiện giờ lại xuất hiện con đường tiến hóa đơn giản hơn gấp nhiều lần so với tu luyện, e rằng sau này có muốn gặp được loài thú tu luyện yêu đan lại càng khó. Gan của con rắn này trông cũng hiếm có, Đinh Dũng lẩm nhẩm rồi rút túi đựng đồ ra, lấy một hộp ngọc, đặt gan con rắn còn đẫm máu vào trong. Sau khi con rắn ngũ sắc tiến hóa, gan của nó to hơn vài lần rắn bình thường. Nếu như lấy ra đấu giá thì có lẽ cũng khiến người ta phải trầm trồ, nó chính là thứ đáng giá nhất trên cơ thể con rắn lúc này. Đinh Dũng cẩn thận đặt gan rắn vào hộp, sau đó lấy vỏ kiếm đen rạch liên tục trên thân con rắn. Anh đang suy nghĩ xem tận dụng con rắn này thế nào. Lột da nó ra thì có thể làm tấm giáp mềm, còn phần thịt nhiều nhất thì, nghĩ tới đây, trong đầu Đinh Dũng chợt xuất hiện canh bát bảo rắn ở Hoàng Cung. Nếu như dùng thịt con rắn này làm canh bát bảo thì mùi vị chắc chắn sẽ rất thơm ngon. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không do dự thêm nữa, lập tức mổ xẻ con rắn, sau đó cất từng miếng thịt đi. Đinh Dũng không sợ người khác biết anh có túi đựng đồ vì anh phát hiện những người của các gia tộc này đều có một túi đựng đồ buộc ở hông. Rõ ràng thứ đồ này trong mắt bọn họ không phải quý hiếm gì. Quả nhiên, sau khi thấy Đinh Dũng lấy túi đựng đồ về, mấy người phía Tần Vô Danh không những không thể hiện ra vẻ mặt khác thường, ngược lại miệng còn nhếch lên giễu cợt. Đặc biệt là người đàn ông mặc đồ lam, hắng giọng mỉa mai, đến thịt rắn mà cũng lấy, đúng là tên nhà quê. Con rắn ngũ sắc dài như vậy, chắc chắn thịt nó rất quý, Trần Khả Hân nghe vậy thì lắc đầu nói. Cô ta là đệ tử chân truyền của Thiên Âm Môn, từng đọc được một số ghi chép trong sách cổ. Có người có thể tận dụng xác con rắn để luyện chế ra một số món đồ đặc biệt. Còn con rắn ngũ sắc này to như vậy, chắc chắn rất quý giá. Nghĩ vậy, Trần Khả Hân nhìn sang Đinh Dũng mà thay đổi nét mặt. Cô ta thấy Đinh Dũng giống như một ẩn số, càng tiếp xúc lại càng khó hiểu. Chẳng mấy chốc, Đinh Dũng đã cắt xong phần thịt ở phần đầu của con rắn. Còn lúc này Thổ Bồi vẫn đang đánh lùi Phùng Đằng. Thấy Đinh Dũng đi tới, hắn mới dừng lại nói, chủ tử, nên xử lý hắn sao ạ? Phùng Đằng đã bị đánh cho không còn ra hình người. Mặt hắn sưng lên như cái đầu heo, đôi con mắt tím tái. Hắn không ngừng co giật, phát ra âm thanh kêu la thảm thiết. Đặc biệt, cứ nghĩ tới nữ thần của mình ở bên cạnh, hắn lại càng tức tối hơn. Cơn phẫn nộ bừng bừng cứ cháy trong người hắn. Hai đứa mày cứ đợi đấy cho tao, đợi tao ra khỏi đỉnh Lạc Hà thì nhất định sẽ nói với sư tôn. Thôi bỏ đi, chúng ta đi, Đinh Dũng nhìn Phùng Đằng, lắc đầu nói. Phùng Đằng trong mắt anh cũng chỉ là con rối mà thôi, căn bản không đáng để bận tâm. Hiện giờ đánh hắn thành ra thế này cũng coi như sự trừng phạt với hắn rồi. Thấy Đinh Dũng rời đi, Trần Khả Hân mới nghiến răng nhìn Phùng Đằng rồi nói với Thiết Vô Cực bằng giọng bất lực,
Thiết gia chủ, có thể phiền người của ông đưa sư huynh của tôi xuống núi không? Đương nhiên được chứ, Thiết Vô Cực cười nói, sau đó ra hiệu với thuộc hạ của mình, bốn người các cậu làm cái cáng đơn giản, đưa cậu Phùng đây vào viện. Vâng, bốn người kia nghe vậy thì lập tức gật đầu, làm cái cáng đơn giản từ cành cây rồi đưa Phùng Đằng xuống núi. Phùng Đằng dãy giụa như thể không muốn rời đi nhưng mặt hắn giờ sưng như đầu heo, miệng còn không mở nổi, đến nói còn không thành lời. Chẳng mấy chốc, toán người của Đinh Dũng đã tới sườn núi Lạc Hà. Từ sau khi Đinh Dũng thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ của mình, không một ai dám coi thường anh nữa. Những thế lực còn nghi ngờ anh thì giờ im bặt, không ai dám nói lời nào. Cả đoạn đường im phăng phắc. Thiết gia chủ, trước đó lời ông nói có vẻ hơi phóng đại nhỉ, chỉ một hang động này mà cũng. Tần Vô Danh còn chưa nói xong, trong hang động đột nhiên xuất hiện lực hút rất mạnh, trong chốc lát lực hút đó cuốn theo Tần Vô Danh ở gần nhất vào trong, chỉ nghe thấy tiếng thét xa dần vang vọng lại. Thấy Tần Vô Danh trong chớp mắt đã biến mất trong hang động, Tần Thiếu Phong mặt mày tái nhợt, hét lên với đám người. Thế nhưng không ai dám tiến lên trước, Thiết Vô Cực mặt mày nghiêm trọng nhìn vào hang động, nói, hang động này ngày càng kỳ lạ, không ngờ lực hút lại mạnh như vậy. Đến cả Tần tiền bối cũng không tránh nổi. Ý gì vậy, có phải ông đã biết trước hang động này sẽ sinh ra lực hút không? Nghe Thiết Vô Cực nói vậy, người đàn ông mặc đồ lam lên tiếng. Thiết Vô Cực đã biết về lực hút này từ lâu nhưng không nói cho bọn họ biết là vì muốn hại chết bọn họ sao. Từ lần đầu tiên đến, nhà họ Thiết đã biết đến lực hút này rồi, đáng tiếc, tôi còn chưa kịp nói cho các vị thì Tần tiền bối đã bị cuốn vào trong rồi. Thiết Vô Cực cười khổ sở, vội giải thích, việc này cũng đều tại tôi, có điều các vị yên tâm, lực hút này tồn tại không lâu đâu, tới lúc nó biến mất chúng ta có thể vào trong hang tìm Tần tiền bối. Thiết Vô Cực dứt lời, lực hút kia nhanh chóng biến mất. Còn Tần Thiếu Phong lúc này lại kích động vô cùng, vội chạy vào trong đám người. Vừa rồi hắn ta quả thật đã bị dọa cho mất mật. Đến Tần Vô Danh cũng không thể làm gì nổi lực hút đó, nếu như không phải hắn bám chắc vách tường thì có lẽ lúc này cũng đã có kết cục như Tần Thiếu Phong rồi. Lực hút biến mất rồi, chúng ta mau vào trong thôi, cảm nhận được lực hút biến mất, Thiết Vô Cực vội nói với đám người. Sau đó ông ta lại chỉ huy mọi người dựng cơ sở tạm thời bên ngoài hang động. Lắp đặt các thiết bị, còn mình thì dẫn theo vài thành viên của Thiết Phủ Đồ đi vào trong hang. Người đàn ông mặc đồ lam thấy vậy thì đưa mắt nhìn, chỉ đành đi theo. Người ta đã vào trong rồi, nếu như bọn họ không vào trong thì người ta sẽ chê cười. Thế nhưng vừa vào trong động, người đàn ông mặc đồ lam đã hối hận. Bên trong động tối đen, kể cả bật đèn điện thoại hay đốt đuốc cũng chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ, và lại từ sau khi vào động. Sáu giác quan của con người như bị hạn chế khiến khả năng quan sát nhanh nhạy của con người cũng mất đi tác dụng. Đinh Dũng và Thổ Bồi đi cuối cùng, anh vừa bước chân vào động đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Thổ Bồi lên tiếng, yêu khí mạnh quá. Mày cũng cảm nhận được sao, Đinh Dũng trầm giọng nói. Thổ Bồi gật đầu, nghiến răng đáp, yêu khí này quá khủng khiếp, còn mạnh hơn nhiều lần so với bất cứ yêu thú nào mà tôi từng gặp. Hai. Xem ra thứ ở bên trong đỉnh Lạc Hà đã tỉnh rồi, Đinh Dũng thở dài. Có lẽ đến Thổ Bồi cũng không biết bên dưới đỉnh Lạc Hà có thứ gì, nhưng Đinh Dũng lại rõ hơn ai hết. Bên dưới đỉnh Lạc Hà này có con hồng hoang di chủng huyền thanh xà. Trước kia khi nữ oa tiên nghiệm thần quỷ rời khỏi thế giới này thì trật tự thế giới bắt đầu hỗn loạn, nào những quỷ xà thần ở đâu cũng đều nhảy ra, còn hồng hoang di chủng chính là loài đầu tiên gây nên thế cục hỗn loạn. Hồng hoang huyết mạch chính là huyết mạch của tiên nghiệm thần quỷ để lại, từ thời hồng hoang đã xưng bá thế gian, còn hồng hoang di chủng chính là một vài thần quỷ đời sau mang huyết mạch của hồng hoang sau khi loạn thế để lại. Huyền thanh xà là một trong số đó. Truyền thuyết nói, sau khi hóa thành rắn, nó mang theo thực lực đáng sợ. Xưa kia có nhóm người giỏi giang đã phong ấn hồng hoang di chủng, cho nên mới kết thúc cảnh hỗn loạn thảm khốc. Bên dưới đỉnh Lạc Hà này phong ấn con huyền thanh xà làm mưa làm gió năm xưa. Đinh Dũng cũng là người tham gia vào vụ phong ấn năm xưa, anh đương nhiên hiểu rõ con huyền thanh xà này rốt cục đáng sợ thế nào. Một khi để nó ra ngoài thì thế giới này sẽ đảo loạn hết cả, còn với thực lực của anh, căn bản không đủ để đấu chọi lại những quái vật này. Nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực, Đinh Dũng thầm thở dài. Định bụng sau khi rời khỏi đỉnh Lạc Hà sẽ lấy đan dược trong túi đựng đồ ra và nhanh chóng tăng nhanh thực lực. Hiện giờ con huyền thanh xà đã tỉnh, một khi nó thoát khỏi sự kìm kẹp thì hậu quả khôn lường. Đinh Dũng càng nghĩ càng sốt ruột,
Nếu như Huyền Thanh Xà chỉ là khó đối phó thì thứ dưới Hồ Lạc Hà thật sự không thể nào đối phó nổi. Nghĩ tới con bạch xà đó, Đinh Dũng lại lạnh người. Con bạch xà năm xưa khiến Đinh Dũng vẫn không thể nào quên nổi. Sau khi kiềm chế những suy nghĩ này lại, Đinh Dũng mới nhận ra mình đã vào trong hang động được hàng trăm mét rồi. Phía trước vẫn là một màu u tối, và lại xung quanh bắt đầu xuất hiện những đường nhánh, trên tường chốc chốc lại xuất hiện những cửa động đen kịt, không biết dẫn về đâu. Hang động này thật kỳ lạ, có lực hút lại có lực đẩy, hai loại lực xuất hiện cách nhau chừng nửa tiếng, Thiết Vô Cực vừa đi vừa nói, tôi đã ghi lại thời gian, đợt lát nữa tôi sẽ nhắc nhở mọi người chỉ cần bám chắc tường, đợi lực đẩy biến mất là được. Thiết Vô Cực dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên những âm thanh heo hút, từng con rơi to bằng nắm tay người bay từ trong hang ra khiến không ít người giật mình thảng thốt mà hét lên. Chúng cứ thế bay lượn xung quanh hang động. Im mồm cho tao, người đàn ông mặc đồ lam cau mày, bóp lấy một con rơi đang lao về phía mình, tất cả quỳ xuống, đợi chúng bay qua. Nghe vậy, mọi người lần lượt quỳ xuống. Đàn rơi cứ thế bay lượn trong không trung một hồi, thấy không có ngăn trở gì, chúng mới lần lượt bay ra. Chỉ là một đám rơi thôi, có gì phải sợ, thấy đàn rơi bay đi, người đàn ông mặc đồ lam mới đứng dậy, lạnh giọng nói. Thế nhưng ông ta mới đứng dậy thì đã cảm nhận được cơ thể chịu một lực rất lớn, sau đó ông ta bay ra ngoài, ngã vào vách tường và thét lên thảm thiết. Thứ gì vậy, quỷ, cũng không biết là ai hét lên mà tất cả mọi người bên trong hang động đều hỗn loạn cả lên, thậm chí có người còn chạy ra khỏi hang động. Khốn nạn! Người đàn ông mặc đồ lam bay ra khỏi chỗ thì lập tức đứng dậy lại, xông vào bóng đen kia. Đương nhiên ông ta cũng không ngờ nghịch mà tay không bắt giặc nên rút ngay ra cây kiếm ngắn với lưỡi răng cưa trong túi đựng đồ dắt ở lưng. Cây kiếm này màu đen tuyền, dùng trong hang động này chẳng khác gì được giấu đi, chỉ có ánh đèn chiếu vào thì may ra mới lấp loáng hình bóng. Xoẹt, tốc độ của người đàn ông rất nhanh, lưỡi kiếm rạch trong không gian, còn bóng đen kia chuồn sang một góc khác. Phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết. Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam cau mày, vội nhìn về phía thanh kiếm sắc lẹm kia. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm kia nhuốm thêm máu màu xanh lục khác thường. Chỉ cần là vị trí nhuốm máu thì như bị ăn mòn, bốc ra khói trắng, còn trên lưỡi kiếm loang lổ đủ màu. Thứ quái gì vậy, thấy cảnh này, người đàn ông mặc đồ lam không khỏi thảng thốt. Thanh kiếm này chính là bảo vật của gia tộc ông ta. Lần này ông ta dùng nó chỉ vì vào đỉnh Lạc Hà này. Hiện giờ nó đã hỏng rồi, gia tộc nhất định sẽ trừng phạt ông ta. Người đàn ông mặc đồ lam có phần đau đầu, ông ta nghiến răng nhìn bóng hình đen kia mà tức tối mắng chửi. Nếu như ông ta không lấy ra thứ đồ gì có ích thì lần này nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt mọi người. Nói thì lâu nhưng mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh, bóng đen kia rít lên. Có điều không lao về phía người đàn ông mặc đồ lam mà bổ nhào vào đám người. Nó gần như cũng biết bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông mặc đồ lam nên mới lựa chọn đấu chọi với kẻ yếu hơn. Đinh Dũng đứng trong đám người, đôi mắt anh như vì sao xa xăm vì có linh lực trong đôi mắt. Người ngoài thấy hang động này tối thui nhưng trong đôi mắt anh chỉ là hơi tối một chút mà thôi. Lúc này, anh nhìn chằm chằm vào bóng đen kia với vẻ mặt nghiêm túc. Còn Thổ Bồi ở bên lên tiếng, chủ tử, đó là thứ gì vậy? Rơi sao? Đỉnh Lạc Hà mới dị biến chưa được bao lâu, sao lại có động vật dị biến nhanh như vậy? Đinh Dũng cau mày nói với Thổ Bồi, bên trong hang động này có cổ quái, cần cẩn thận. Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng thét, bóng đen kia đáp xuống đầu một người đàn ông, vùi đầu vào trong cổ áo người này. Sau đó tiếng thét vang vọng khắp hang động, cơ thể người kia co rúm lại, hóa thành cái xác cứng đơ. Hắn chết rồi. Ma, ở đây có ma. Bóng đen kia lại lần nữa ẩn trong màn đêm, còn cái xác ngã vào một người ở bên. Bộ dạng kỳ dị đó đột nhiên khiến tên kia sợ hãi la hét thất thanh. Im miệng cho tôi, bình tĩnh lại, Thiết Vô Cực cảnh giác nhìn xung quanh, ông ta hét lên, chỉ về phía trước, tất cả mọi người đứng vây lại với nhau, giơ hết đèn điện thoại và đuốc lên, giúp Bách Lý Tiền Bối chiếu sáng. Nghe lệnh, tất cả mọi người cùng nhau giơ tay. Tất cả đèn điện và đuốc đều được giơ lên. Ở kia, cũng không biết là ai hét lên, tất cả đều đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy trên vách tường phía trước có một con rơi màu đen to bằng cái chậu rửa mặt đang treo trên đó. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới, trên cánh trái của nó có một vết thương. Khả năng hồi phục mạnh quá, Trần Khả Hân không khỏi trầm trồ. Giết nó đã,
người đàn ông mặc đồ đen ngắt lời, sau đó vung kiếm. Trần Khả Hân và Tần Thiếu Phong không dám do dự, cứ thế xông lên. Có lẽ con rơi màu đen kia cảm nhận được có gì đó nguy hiểm nên giây phút người đàn ông mặc đồ lam xông lên, nó cứ thế vung cánh bổ nhào về đám người một lần nữa. Thấy cảnh này, cả toán người hỗn loạn, bỏ chạy tứ phía. Trong chốc lát, ánh lửa lịm dần, muốn giết nó cũng không hề dễ dàng nữa. Hai người còn không định ra tay sao, người đàn ông mặc đồ lam mang theo vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng và Thổ Bồi. Hai người đừng có đứng đấy mà xem trò nữa. Tất cả mọi người lần lượt nhìn về phía Đinh Dũng, ý bảo Đinh Dũng đừng khoanh tay đứng nhìn nữa. Trên thực tế Đinh Dũng không ra tay là vì anh vẫn đang quan sát con rơi kia. Lúc này nghe mọi người nói vậy, anh mới nhìn sang Thổ Bồi. Thổ Bồi lập tức hiểu ý, đạp mạnh xuống đất, cả người bay vút lên cao, sau đó hắn đạp vào vai một người đàn ông trong đám người, vươn tay bóp về phía con rơi. Tốc độ của con rơi kia rất nhanh. Nó gần như không ngờ nổi Thổ Bồi đột nhiên lại nhảy ra khỏi đám người nên lúc này điên cuồng lao vào Thổ Bồi, trong ánh mắt mang theo ánh nhìn hiểm ác. Cảnh này trông hết sức dị thường. Con rơi đen xì tự động bay vào bàn tay Thổ Bồi, giây phút sau đó, Thổ Bồi bóp chặt lấy nó. Con rơi kia cứ thế gặm rỉa bàn tay Thổ Bồi. Nó còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì nghe rắc một tiếng, con chim đã bị Thổ Bồi bóp gãy xương, phun ra màu máu xanh lục. Xoẹt! Thổ Bồi quay lại đám người, thấy cảnh này, mọi người đều rời xa hắn ta, xung quanh Thổ Bồi là cả khoảng đất trống. Sau khi lấy con rơi từ tay Thổ Bồi, Đinh Dũng vô tình ấn vào bụng nó khiến phần bụng trượt lên một vật thể hình tròn cứng ngắc. Hóa ra là có yêu đan, Đinh Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh rút vỏ kiếm đen ra, rạch bụng con rơi và lấy ra vật thể kia. Một vật thể hình tròn màu đen to bằng đầu ngón tay được lấy ra. Anh thận trọng đặt nó vào hộp ngọc rồi cất yêu đan đi. Nếu như trước đây thì Đinh Dũng sẽ không nhìn yêu đan này lâu làm gì, nhưng với thế đạo hiện giờ, một yêu đan như thế này xuất hiện lại vô cùng hiếm có. Các người lấy gì ra vậy? Đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ đen đi tới, cau mày nói. Đinh Dũng nhìn người đàn ông mặc đồ đen, còn Thổ Bồi đứng chắn trước mặt ông ta, lạnh giọng hỏi, lấy cái gì thì liên quan gì đến các người? Sao không liên quan? Nếu như không phải sư thúc của tôi đánh con rơi kia bị thương thì sao cậu có thể giết nó, Tần Thiếu Phong hắng giọng, nhìn Thổ Bồi và Đinh Dũng, mau giao nó ra đấy. Vì để có được thứ này mà tôi bị hỏng cả thanh kiếm, các người cứ thế độc chiếm lợi phẩm, e rằng không thỏa đáng, người đàn ông mặc đồ lam nói giọng khó chịu. Nếu như không phải kiêng dè thực lực của Thổ Bồi và Đinh Dũng thì ông ta đã ra tay cướp đồ từ lâu rồi. Người khác có thể không biết vật thể đen láy kia là gì nhưng điển tích trong nhà họ Bách Lý nhiều, ông ta đã từng thấy thứ tương tự như vậy trong điển tích, đương nhiên biết nó là vật quý giá nhất trong cơ thể con rơi. Có gì không thỏa, Đinh Dũng lạnh lùng. Thiết Vô Cực thấy tình thế như vậy thì vội tới nói, ôi chao, không phải chỉ có một con rơi thôi sao? Hà tất phải làm hỏng bầu không khí, đợi tìm được gia chủ nhà chúng tôi thì nhà họ Thiết nhất định sẽ tặng các vị món quà còn quý hơn thứ này gấp trăm lần. Ông thì hiểu cái gì? Yêu đan đó chính là tinh hoa của cả cơ thể con rơi, nói nó giá trị vô cùng cũng chẳng quá. Người đàn ông mặc đồ lam lãnh đạm nói, đừng cho rằng tôi hồ đồ như những người khác. Lập tức giao yêu đan ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Sao, ông còn muốn cướp à? Đinh Dũng bật cười, chắp tay ra sau, ông cho rằng dựa vào sức hai người mà là đối thủ của chúng tôi sao? Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam mới thoáng qua ánh nhìn kiêng dè. Ông ta quả thật không rõ thực lực của Đinh Dũng và Thổ Bồi. Các vị đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí, Thiết Vô Cực tôi đảm bảo chỉ cần tìm được gia chủ nhà chúng tôi nhất định dâng lên lễ vật hiếm có không khác gì yêu đan. Đem xác con rơi lại đây, có Thiết gia chủ ra mặt, tôi không tính toán với các cậu nữa, nói rồi, người đàn ông mặc đồ lam chỉ vào xác con rơi. Bách Lý Thuần nghe vậy thì sững người, sau đó có vẻ không mấy thuận tình, nhặt xác con rơi lên. Lẩm nhẩm, còn lấy xác nó làm gì không biết. Bảo nhặt thì cứ nhặt đi. Nói nhiều làm gì thế nhỉ, ai ngờ người đàn ông mặc đồ lam lại trừng mắt, không đem nó về báo với gia chủ thì chúng ta phải chịu phạt đấy. Sau đó, tất cả mọi người đều lần lượt vào trong hang động. Con đường tiếp theo lại hết sức thuận lợi, chẳng mấy chốc đoàn người đã tới trước một cánh cửa đá. Cánh cửa đá này bịt kín hang động, cảm giác như không để lọt khe hở nào, bên trên còn khắc đủ loại hoa văn. Chỉ cần nhìn cũng đủ hoa mắt rồi.
Rầm, một tiếng động vang lên, cánh cửa đá rung chuyển, bên trong hang động đất đá rơi lào xào. Vật gì đây, người đàn ông mặc đồ lam khó chịu, cau mày tung một chưởng về phía cửa đá. Rầm, Thiết Vô Cực thấy vậy thì mừng ra mặt, ông ta vội chạy tới, cười nói, Bách Lý tiền bối đừng vội, theo như suy đoán của chúng tôi thì chỉ cần mở được cánh cửa này là có thể tìm được gia chủ. Trước đây người chúng tôi cử đi đều không thể phá bỏ cánh cửa này. Lần này nhất định phải mở được cửa, Thiết Vô Cực nói với giọng kích động. Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam định lên tiếng thì đột nhiên ở bên có người đã ngỡ ngàng hét, mẹ ơi, nơi này có vài người chết. Tiếng thét kinh hãi vang khắp hang động, mọi người lần lượt đổ xô ánh mắt về phía này. Trên bức tường có những thực vật không rõ tên, bên trong cành cây còn có một cái chân thò ra ngoài. Thấy vậy, mặt ai nấy đều nghiêm nghị hẳn lại, Tần Thiếu Phong đứng gần đó nhất, hắn tiến lên trước một bước, vạch lớp cành lá trước mặt ra, để lộ ra một cái xác. Bên cạnh cái xác này còn có rất nhiều xác chết ẩn giật đằng sau cành lá. Thấy vậy, Tần Thiếu Phong tái mặt, vội lùi về sau, là người của đội đặc nhiệm. Cái gì, Bách Lý Thuần và Trần Khả Hân sững sờ. Bọn họ vội kéo cái xác kia ra. Quả nhiên, bộ đồ trên người cái xác này đủ cho người ta thấy thân phận của người này là gì. Chỉ có người của đội đặc nhiệm mới đủ tư cách mặc nó. Đinh Dũng đứng ở xa thấy vậy thì nheo mắt nhìn. Xem ra đội đặc nhiệm đã đến đây từ lâu. Lẽ nào trước đây đội đặc nhiệm đã từng đến đây, Tần Thiếu Phong mặt mày khó coi, nghiến răng nói, chẳng trách mà đội đặc nhiệm đã bỏ qua nơi này, quay sang bá chiếm hai ngọn núi kia. Đương lúc mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ riêng, Đinh Dũng đã tới trước cửa đá, anh cau mày nhìn những hoa văn chẳng chịt trên đó, đặt tay lên phiến đá, trong lòng chợt nặng nề hơn. Cậu đang làm gì vậy? Người đàn ông mặc đồ lam chỉ vào Đinh Dũng mà nạt. Sau đó ông ta nhanh chóng đi tới. Hiện giờ ông ta giữ thái độ hết sức cảnh giác với Đinh Dũng vì từ sau khi vào đỉnh Lạc Hà, mặc dù Đinh Dũng không thể hiện quá nhiều nhưng lần nào cũng tranh việc tốt của ông ta, đặc biệt là yêu đan kia đã bị Đinh Dũng lấy mất nên ông ta hối hận vô cùng. Nếu như có thể lấy được yêu đan thì ông ta sẽ không bị gia chủ xử phạt vì việc kiếm hỏng. Nghĩ vậy, ông ta mới nghiến răng nói, cậu hiểu nghĩa của các chữ trên đá sao? Đây không phải chữ mà là một loại ký hiệu đặc biệt, Đinh Dũng lắc đầu nói. Anh biết phiến đá này. Có điều, lần trước khi gặp phải rắn, anh còn là đệ tử của nữ oa đại thần, lúc đó tu vi Đinh Dũng thông thiên, sau khi nữ oa rời khỏi thế giới này, anh chính là sứ giả của cung nữ oa. Trấn Ma Thạch, không ngờ lại gặp mày rồi, Đinh Dũng hồi tưởng. Trấn Ma Thạch là phiến đá mà anh và vài vị đạo hữu cùng dựng lên. Bên trên còn có những phù chú trấn ma mà đích thân anh khắc lên, đáng tiếc, hiện giờ trấn ma thạch đã mất đi sức mạnh ngày xưa rồi. Hiện giờ nó không khác gì phiến đá thường cả, điều này khiến Đinh Dũng cảm thấy lo lắng. Không có sự ngăn cách của trấn ma thạch, cũng không biết đỉnh Lạc Hà còn có thể trấn áp Huyền Thanh Xà bao lâu. Các vị, mong các vị hợp sức mở phiến đá này ra, nhà họ Thiết chúng tôi cảm kích vô cùng, đúng lúc này, Thiết Vô Cực đi đến, chắp tay với hai người. Được. Người đàn ông mặc đồ lam gật đầu. Đinh Dũng dứt lời, mặt ai nấy đều thay đổi, đặc biệt là mặt người đàn ông mặc đồ lam. Ông ta rõ ràng không tin lời Đinh Dũng, nhưng không dám thử. Ngộ nhỡ là thật thì chẳng phải ông ta không còn cơ hội sống sao? Cậu có gì làm bằng chứng? Tần Thiếu Phong hỏi. Anh Đinh, anh biết phiến đá này sao? Trần Khả Hân cũng hoài nghi. Nghe vậy, Đinh Dũng mới hít vào một hơi thật sâu. Bất lực lắc đầu, nói, mọi người tin hay không thì tùy. Nhưng nếu như cố chấp mở nó ra thì đừng trách tôi không nói trước. Trấn ma thạch đã mất đi tác dụng trấn áp, hiện giờ vô cùng yếu. Nếu những người này cố chấp mở nó ra thì cho dù hôm nay anh có thể ngăn bọn họ thì ngày sau cũng chưa chắc phiến đá không bị mở ra. Và lại Đinh Dũng cũng hiểu rõ hơn ai hết đằng sau phiến đá này là thứ gì. Huyền Thanh Xà có lẽ còn chưa thoát khỏi trói buộc. Nếu không thì phiến đá này đã tan tành từ lâu rồi. Nhất định phải mở nó ra, nếu như có hậu quả gì, nhà họ Thiết tôi chịu trách nhiệm. Thiết Vô Cực dù nghe Đinh Dũng nói vậy nhưng không hề chùn bước. Đinh Dũng nghe vậy thì không hề lên tiếng mà lùi về sau. Chủ tử, cửa đá này có gì không ổn sao? Thổ Bồi nhìn cửa đá với ánh mắt rất kỳ lạ. Hắn không thể cảm nhận được bất cứ sức mạnh nào nhưng Đinh Dũng lại nói đó là đá trấn ma. Nếu là thật thì cơ thể bằng máu của hắn lại gần sao không có lấy phản ứng nào. Đinh Dũng hít sâu, lùi bước, nói với giọng rất trầm, chuẩn bị đi, một khi cửa đá mở ra,
nếu phía sau có thứ gì nhảy ra thì nhất định phải ngăn lại, quyết không được thả đi. Vâng, Thổ Bồi lập tức vâng lệnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đinh Dũng kiên định như vậy. Lúc này, người đàn ông mặc đồ lam đứng ở vị trí trung tâm trong đám người. Bách Lý Thuần và Tần Thiếu Phong đứng hai bên, Thiết Vô Cực và mấy thành viên của Thiết Phủ Đồ đều tới trước cửa đá, rõ ràng lần này nhà họ Thiết bỏ ra mọi thứ chỉ mong muốn phá bỏ cửa đá. Thấy vậy, sắc mặt Đinh Dũng càng nghiêm nghị hơn. Mong mọi người cùng hợp sức, giúp tôi mở cửa đá, Thiết Vô Cực hét lớn. Cả đám người khí thế hùng hồn tiến lên, trong số bọn họ chỉ có người đàn ông mặc đồ lam là cảnh giới võ đạo đại sư, nhưng khí thế của bọn họ hợp lại vô cùng mạnh mẽ. Mở, người đàn ông mặc đồ lam đẩy bàn tay về phía cửa đá. Trong chốc lát, mặt đất rung chuyển, vô số đá bụi may mịt mù, cả cánh cửa đá bắt đầu rung chuyển kịch liệt và bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Anh biết cửa đá này có gì đặc biệt sao? Đúng lúc Đinh Dũng đang chăm chú nhìn cửa đá thì Trần Khả Hân đi tới, cau mày hỏi. Trần Khả Hân luôn bày ra bộ dạng yểu điệu, chỉ trước mặt Đinh Dũng cô ta mới thể hiện thái độ nghiêm túc mà thôi. Vì cô ta biết dùng sắc đẹp để giao tiếp với Đinh Dũng không hề có tác dụng, Đinh Dũng căn bản không thích cô ta. Đến rồi, đột nhiên Đinh Dũng nhìn về phía cửa đá, lẩm nhẩm. Giây phút sau đó, từng tiếng động kịch liệt vang lên, một trận gió thổi tới, vô số khói đen dày đặc cuộn ra khiến người ta sợ hãi, bất giác thét lên. Đám khói đen này cuộn tới với tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Đinh Dũng và Thổ Bồi còn nhanh hơn thế. Vì trước đó đã có sự chuẩn bị trước nên lúc này hai người cùng nhảy vọt khỏi mặt đất. Đinh Dũng đã tung ra pháp văn chấn ma từ trong lòng bàn tay. Từng đường pháp văn màu vàng ánh lên cuộn về phía làn khói đen. Trong chốc lát, quần ma loạn vũ, còn Đinh Dũng lại giống như vị tiên nhân hạ phàm vậy. Thủ pháp của Thổ Bồi và Đinh Dũng đương nhiên không giống nhau. Toàn thân Thổ Bồi phát ra ánh sáng đỏ nên không hề choáng tầm mắt trong hang động u tối này, do vậy hiệu quả kinh người. Mỗi một đường sáng đỏ vung ra là có tiếng rít lên từ trong lớp khói đen kia. Mấy người phía người đàn ông mặc đồ lam vốn dĩ còn đang rất bận rộn chân tay trong làn khói đen thì lúc này lại trấn tĩnh lại. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên nhìn về làn khói với vẻ mặt khó coi. Cho dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ đằng sau phiến đá lại là thứ yêu nghiệt này. Cũng may Đinh Dũng và Thổ Bồi ở phía sau liên tục chảm sát, nên dù lượng khói đen nhiều nhưng vẫn không thể có con nào lọt được ra ngoài. Giúp với, Trần Khả Hân hạ giọng, nép vào sau Đinh Dũng. Đáng tiếc đòn tấn công của cô ta lại chẳng có mấy tác dụng với làn khói đen này. Chỉ có Đinh Dũng ra tay mới có thể dẹp được làn khói. Chúng thấy không thể địch lại được anh nên giạt về phía thuộc hạ mà Thiết Vô Cực dẫn tới. Những tên thuộc hạ kia chỉ là võ sĩ bình thường, thực lực không hề mạnh, đối diện với làn khói đen này căn bản không đủ sức chống lại nên đã nhanh chóng bị làn khói nuốt chửng, chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại. Đinh Dũng thấy vậy thì lạnh mặt lại, pháp văn phi vũ mà anh dùng để chấn ma chỉ có tác dụng khắc chế với vật tai họa kia và không hề có tác dụng với những người khác. Tuy nhiên pháp văn lại không có khả năng tiêu diệt vật tai họa đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, làn khói đen mặc dù dày đặc nhưng cũng không thể làm gì Đinh Dũng và Thổ Bồi nên dần dần chỉ để lại ít khói đen tàn dư. Khi sắp quét sạch khói đen thì đột nhiên phía sau cánh cửa có tiếng động khủng khiếp, ngay sau đó là cơn gió lốc cuốn vào trong hang. Là lực đẩy, mọi người mau bám lấy vách đá, Thiết Vô Cực phản ứng lại ngay tức thì. Người đàn ông mặc đồ lam nghe vậy thì tái mặt, tiếp tục bám chặt lấy vách đá và cảm nhận cơn lốc càng lúc càng đến gần. À, sau tiếng thét, bóng một người đàn ông xuất hiện. Thế nhưng âm thanh này lại khiến Tần Thiếu Phong thay đổi sắc mặt và bật hét, sư thúc. Âm thanh đó rõ ràng chính là giọng nói của Tần Vô Danh. Cứ nghĩ tới sư thúc của mình chưa chết, Tần Thiếu Phong kích động vô cùng. Chỉ cần sư thúc chưa chết thì nhất định có thể liên thủ với người đàn ông mặc đồ lam chèn ép Đinh Dũng. Gió lốc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi mọi thứ bình thường trở lại, nơi này không còn lấy chút khói đen nào. Ngoài nhóm người phía người đàn ông mặc đồ lam đạt cảnh giới võ đạo đại sư ra thì cũng chẳng còn lại mấy người. Đến cả những thành viên của Thiết Phủ Đồ cũng mất tích vài người, chỉ còn lại hai người bên cạnh Thiết Vô Cực. Cửa đá mở ra rồi, Thiết Vô Cực hoang hoải nhìn cánh cửa bị mở ra. Ông ta bật cười, sải bước vào trong. Hai thành viên còn lại của tổ chức Thiết Phủ Đồ nhìn nhau, vội đi theo. Mục đích lần này của bọn họ chính là bảo vệ Thiết Vô Cực tìm Thiết Linh Long. Hiện giờ Thiết Vô Cực đã vào kia rồi, bọn họ có gì mà phải sợ.
Ninh Dũng gần như không hề do dự mà đi theo. Thổ Bồi đi theo sau anh, còn Trần Khả Hân nghiến răng, không chần chừ thêm, đi theo đoàn người. Lúc này ở bên ngoài chỉ còn lại nhóm người đàn ông mặc đồ lam. Tần Thiếu Phong chắp tay nói, tại hạ phải đi tìm sư thúc đây, xin cáo từ các vị tại đây. Nói rồi, Tần Thiếu Phong cũng quay người rời đi. Tần tiểu tử, sau khi tìm được Tần Vô Danh thì đưa ông ta tới đây. Trong động này nhất định có bảo bối, quyết không thể để tên Đinh Dũng kia đoạt được. Đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ lam mới lên tiếng, trong hang động nguy hiểm trùng trùng, Bách Lý Thuần, cậu đi cùng cậu Tần đây đi. Nếu tìm được Tần Vô Danh, nhất định phải đều ông ấy vào đây thật nhanh. Vâng, Bách Lý Thuần vội chắp tay nói. Tần Thiếu Phong nghe vậy thì mừng quính. Thực ra hắn hãy còn sợ hãi nhưng có Bách Lý Thuần đi cùng, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Tôi cũng đi cùng, Yên Anh Ly lúc này nuốt nước bọt cái ực, nói. Năm vệ sĩ đi cùng hắn mà giờ chỉ còn lại một tên, những tên khác đều đã bị gió thổi bay rồi, vả lại hắn và Tần Thiếu Phong khác nhau. Tần Vô Danh mất tích, nhưng Yên Tiêu lão tổ đi cùng hắn đã mất mạng trong bụng con rắn, chết vô cùng thảm khốc. Hiện giờ Yên Anh Ly chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Bảo bối hay cơ duyên gì thì cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng. Hiện giờ hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Đợi đã, tôi thiếu một người đi cùng, cậu đi cùng tôi đảm bảo cậu an toàn rời khỏi đây. Nghe vậy, Yên Anh Ly mới nhẹ nhõm hơn, đa tạ Bách Lý tiền bối, nếu tôi có thể sống sót rời khỏi đây thì tôi nhất định sẽ nói bố tôi dâng tiền bối một món quà thật hậu. Được rồi, mau đi thôi, người đàn ông mặc đồ lam gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Thiếu Phong và Bách Lý Thuần rồi mới dẫn Yên Anh Ly và những vệ sĩ còn lại bước qua trấn ma thạch đi vào bên trong. Đúng lúc này, ở nơi sâu nhất trong hang động, có một bóng người áo quần rách dưới đang ngồi đó. Sau khi trấn ma thạch bị đẩy ra, người này mở trừng mắt với uy thế khủng khiếp toát ra. Đây là một người đàn ông, trông không rõ tuổi tác bao nhiêu. Ông ta để mái tóc dài chừng nửa tấc che lấp đi nửa khuôn mặt. Đến dáng hình nhìn cũng không rõ, chỉ có đôi mắt sáng ngời là lộ ra bên ngoài, mang theo ánh nhìn sắc lạnh. Người đàn ông ngồi khoanh chân bất động. Ông ta chỉ mở mắt nhìn vào cửa động một cái mà không nói gì rồi lại nhắm mắt lại. Còn phía trước đó, cách chỗ ông ta ngồi không xa là một con rắn xanh dài hàng chục trượng. Lớp vảy của con rắn chốc chốc lại ánh lên ánh sáng xanh đen. Cái đầu to khổng lồ đang gục xuống đất, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu như không phải cứ nửa tiếng lại thở ra và hít vào một lần thì có gặp, người ta cũng cho rằng đó là một cái xác rắn mà thôi. Lúc này, sau khi trấn ma thạch rung chuyển, con rắn mới thở ra một hơi thật dài. Nó mở trừng đôi mắt, trong đôi mắt vàng nhạt yêu dị kia phát ra ánh sáng khiến người ta rợn người. Phù, con rắn đột nhiên nhìn về phía người đàn ông kia. Nó ngẩng đầu lên, lập tức để lộ ra bốn cái cục u nhỏ nằm hai bên mạn trái phải của thân người, trông giống như bộ vuốt chưa hình thành vậy. Nếu như quan sát kỹ thì còn có thể thấy trên đầu con rắn có hai cục u giống nhau, lúc này sau khi con rắn gầm gừ, xung quanh lập tức xuất hiện vô số những phù văn trong không gian, giống như từng sợi xích chằng chịt. Một khi vảy rắn chạm vào xích, thì sẽ xuất hiện vô số khói trắng khiến nó gầm gừ điên cuồng không thôi. Cho dù nó cố vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ có thể ở yên tại chỗ, từ đầu tới cuối không thể lại gần người đàn ông kia. Mày đừng phí công vô ích, chỉ cần tao còn ngồi ở đây thì mày không bao giờ chạm được tới tao đâu, người đàn ông lên tiếng với giọng khản đặc, nhếch miệng cười. Con rắn giống như bị kích động, nó càng điên cuồng gầm rú. Trên cơ thể nó không ngừng phát ra những lượt khói trắng bao trùm cả phần động, còn người đàn ông kia lại sáng mắt lên, há miệng thật to nuốt lấy những lượt khói này vào người. Sau khi nuốt khói, cơ thể ông ta xuất hiện ánh sáng xanh, đến cả phần đầu cũng có những hoa văn màu xanh nhạt, trông hết sức dị thường. Hồi lâu, con rắn gần như biết mình chẳng thể làm gì người đàn ông nên mới chấp nhận bỏ cuộc. Nó từ từ nằm xuống đất. Lúc này, nhóm người phía Đinh Dũng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đột nhiên, có một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Mau bịt tai lại, Đinh Dũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội bịt tai lại. Cũng may tất cả đều phản ứng nhanh. Khi Đinh Dũng nhắc nhở, tất cả đều lần lượt bịt theo. Có điều âm thanh quá to, trong hang động chật hẹp này lại càng có sức vang khủng khiếp. Linh lực trong cơ thể di chuyển, thâm nhập vào cơ thể hai người này khiến bọn họ tạm thời bị phong tỏa năm giác quan, do vậy mới khiến bọn họ bớt đau đớn hơn. Âm thanh này kéo dài khoảng nửa khắc mới ngừng.
Ninh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng ngồi khoanh chân trên mặt đất, điều tiết hơi thở. Thổ Bồi lúc này cũng lựa chọn như Đinh Dũng, tu vi của hắn không bằng Đinh Dũng mà lúc này còn phải bảo vệ hai thành viên của Thiết Phù Đồ nên đương nhiên rất khó làm được chu toàn. Hắn đã hao tổn không ít thực lực và còn bị thương nhẹ. Mắt của tôi, tai của tôi, Thiết Vô Cực đan tay vào sau đầu, kêu lên thảm thiết. Trần Khả Hân loạng choạng dựa vào vách động, trước mắt cô ta một màu u tối, cô ta không thể nghe thấy gì nên rất khó chịu với cảm giác hiện giờ. Hai thành viên Thiết Phù Đồ còn thảm hơn, vì tu vi của Thổ Bồi căn bản không đủ để bảo vệ bọn họ nên bọn họ bị thương nặng hơn. Mãi sau khi âm thanh kia dứt, cả hai người ngã vật ra đất, hôn mê bất tỉnh. Mười mấy phút sau, Đinh Dũng hít sâu, đứng dậy. Anh nhìn Thiết Vô Cực đang thở hổn hển và Trần Khả Hân đang loạng choạng thì mới nhớ ra anh đã quên mất cả hai người này. Trước đó Đinh Dũng dùng linh lực phong tỏa năm giác quan nhận thức của bọn họ nên hai người này chắc chắn đã trở thành người mù và điếc. Đinh Dũng ho hắng một hồi, vội đỡ Thiết Vô Cực lại, điểm vào trán ông ta. Linh lực phong tỏa năm giác quan nhận thức của Thiết Vô Cực đã tản đi. Thiết Vô Cực lập tức cảm nhận được cơn đau tê tái ập đến nhưng ông ta cũng cảm thấy kỳ lạ vì nghe được giọng nói của Đinh Dũng, đừng cử động, tôi có cách khiến ông hồi phục. Nghe vậy, Thiết Vô Cực trấn tĩnh lại. Nắm lấy cánh tay Đinh Dũng, cậu nói thật sao? Đương nhiên rồi, giờ ông mở mắt ra nhìn xem, Đinh Dũng ho hắng, cố bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thiết Vô Cực từ từ mở mắt, ánh sáng vàng nhạt hiện lên trong tầm mắt ông ta. Thiết Vô Cực lúc này mới thở phào, tôi còn cho rằng tai tôi bị điếc rồi. Vừa rồi là âm thanh gì vậy, lúc này, Thổ Bồi mới đứng dậy, hỏi với giọng khó hiểu. Đinh Dũng vừa giúp Trần Khả Hân giải phong tỏa huyệt vị. Nghe vậy thì nghiêm mặt lại. Người khác có lẽ không biết âm thanh này là gì nhưng anh thì rõ hơn ai hết. Đinh Dũng thở dài, nó quả nhiên chưa chết. Có lúc Đinh Dũng còn ngưỡng mộ những hồng hoang di chủng như con thanh xà kia bởi tuổi thọ của chúng dài vô tận, và lại không cần cố gắng tu luyện cũng có thể đạt được thành tựu tối cao. Giống như con thanh xà kia, chỉ cần nó có thể thuận lợi mà lớn lên thì gần như chí ít có thể đạt được cảnh giới siêu phàm, cũng là bán thánh cảnh giới ở thời cổ. Cũng chỉ có võ sĩ cảnh giới thánh thực thụ thì mới có thể miễn cưỡng đối phó lại được với chúng. Nhưng cũng chỉ có thể phong ấn chứ không thể tiêu diệt, vì cảnh giới thánh mặc dù mạnh nhưng không thể so với hồng hoang di chủng được. Sức công phá không đủ, khó có thể ra đòn tấn công mang tính hủy diệt với chúng. Vào trong xem, Đinh Dũng nhìn vào bên trong hang động, ánh mắt tỏ vẻ nghiêm trọng. Lúc này, Trần Khả Hân mãi mới hồi phục lại được một ít. Cô ta nhìn theo bóng hình Đinh Dũng. Thầm nói cảm ơn anh lại cứu tôi một lần nữa. Thấy vậy Thiết Vô Cực vội đánh thức hai thành viên của Thiết Phù Đồ, sau đó nhanh chóng đi theo. Ông ta phải tiến lên, cho dù Thiết Linh Long chết rồi thì ông ta cũng phải thấy cái xác. Trước khi chưa có chứng cứ, cho dù thế nào ông ta cũng không tin. Chẳng bao lâu, cả đoàn 6 người đã vào tới trước hang. Khi Đinh Dũng thấy con huyền thanh xà đang nằm đó, anh không khỏi cau mày. Anh nhìn chăm chú vào phần u cục trên đầu con rắn mà kinh ngạc hóa rồng. Cho dù thế nào thì Đinh Dũng cũng không thể ngờ nổi đến cả con huyền thanh xà này cũng có thể bước vào con đường tiến hóa. Nếu không phải có khả năng tiến hóa thì sao có thể xuất hiện khuynh hướng tiến hóa như vậy? Nên biết rằng huyền thanh xà là hồng hoang di chủng, trong cơ thể nó mang huyết mạch của cổ thần ma đằng xà thời thượng cổ. Còn đằng xà chính là loại thần ma với sức mạnh không kém gì rồng. Đời sau của nó tiến hóa thế nào thì cũng phải có hình thái giống tổ tông là đằng xà mới phải. Nhưng hiện giờ con huyền thanh xà này lại xuất hiện đặc trưng của rồng. Điều này có thể thấy rằng nó và những loài động vật tiến hóa khác đều giống nhau. Mọi thứ xuất hiện rất nhanh chóng trong đầu Đinh Dũng. Anh cũng phát hiện ra bóng người đang xóa tóc bên cạnh con rắn. Yêu tộc, Đinh Dũng cau mày. Yêu tộc có thể tiến hóa thì chỉ ít phải đạt cảnh giới thoát tục. Nhưng hiện giờ anh lại không cảm nhận được uy thế đó trên người người đàn ông kia. Còn trên người ông ta lúc này lại tràn đầy yêu khí. Tộc trưởng, đúng lúc này, Thiết Vô Cực thấy người đàn ông kia thì nhảy bổ vào. Nghe giọng Thiết Vô Cực, bóng người xóa tóc chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo ánh sáng dị thường. Ông ta cau mày, vô thức hỏi, Vô Cực. Tộc trưởng, cuối cùng tôi cũng tìm được ông rồi, Thiết Vô Cực mang theo vẻ kích động. Ông ta sải bước về phía Thiết Linh Long. Ông ta chắc chắn người đàn ông trước mặt chính là Thiết Linh Long, tộc trưởng kỳ tài mà gia tộc nhà họ Thiết tìm kiếm vất vả bao nhiêu năm nay.
Thế nhưng ông ta còn chưa đi được hai bước thì con huyền thanh xà ở phía xa đột nhiên mở trừng mắt. Con mắt to lồ lộ nhìn chằm chằm vào Thiết Vô Cực. Nó ngẩng đầu rất nhanh, há mồm thật to toan nuốt chửng Thiết Vô Cực. Người này không được giết, thấy vậy, Thiết Vô Cực co đồng tử. Ông ta đứng phắt dậy. Sau khi ông ta đứng dậy, luồng khí thế khủng khiếp bao xung quanh ông ta cứ thế cuộn về từ phía, còn tốc độ của ông ta quá nhanh, thoát ẩn thoát hiện đã tới bên cạnh Thiết Vô Cực, vừa đỡ Thiết Vô Cực, vừa ấn đầu con huyền thanh xà. Rầm, một luồng sáng xanh xẹt qua, phần đầu con huyền thanh xà lập tức chạm vào ánh áng xanh kia. Trong phút chốc ánh sáng xanh kia biến mất, còn Thiết Linh Long và Thiết Vô Cực bay ra khỏi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.